Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ, chương 3 Pháp, Phẩm A Nan Đa, Kinh Cần Phải Khích Lệ. Đây là cái nguồn của cái bài kinh. Quý vị có thể tìm lại cái nguồn này để nghe chánh kinh. Rồi Tôn giả A Nan đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan đang ngồi xuống một bên. Tức là thầy A Nan là gì của Đức Phật? Là gì nè? Là thị giả, là thị giả của Đức Phật. Và thầy A Nan làm thị giả cho Đức Phật năm Đức Phật 55 tuổi cho đến năm 80 tuổi, tức là 25 năm. Thầy A Nan làm thị giả cho Đức Phật cho đến ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn luôn. Thầy A Nan thương Đức Phật, thầy phải dùng cái từ là khủng khiếp luôn quý vị. Thương dữ lắm, thương mà mình không biết dùng ngôn từ như thế nào để mà diễn tả. Tại vì sao? Tại vì thầy A Nan sống gần Đức Phật, gần một con người trí tuệ, từ bi, công đức, thiện pháp đứng đầu. Thầy A Nan thấy Đức Phật đi như thế nào, cười như thế nào, nói như thế nào. Đức Thế Tôn nói sao làm vậy và làm sao nói vậy. Đức Thế Tôn trước số đông cũng như vậy và một mình trong tinh thất cũng như vậy. Thầy A Nan được gần một con người mà đứng đầu trong tam giới này về thiện pháp. Cho nên thầy A Nan cung kính Đức Phật. Và đặc biệt nữa là gì? Trong nhiều kiếp đi qua đó, trong nhiều kiếp quá khứ, thầy A Nan đã từng là những cái người thân cận nhất với Đức Phật đó. Cho nên cái tình thương đó, khi Ngài gặp lại Đức Phật, Ngài thương dữ lắm. Tối trước khi đi ngủ, Ngài A Nan cầm đuốc đi quanh cái tinh thất của Đức Phật, coi là đã an toàn chưa mới đi ngủ. Đến cái ngày mà Đức Phật thông báo với thầy A Nan 3 tháng nữa Ngài nhập Niết Bàn á. Khi Đức Thế Tôn nói 3 tháng nữa thì Ngài nhập Niết Bàn, thầy A Nan á là tay chân bủn rủn nha quý vị, bủn rủn, giống như là yếu đuối như lâu sậy. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn nói như vậy. Thầy nghe Đức Phật 3 tháng nữa nhập Niết Bàn, tức là Ngài đứng không vững luôn á. Xong rồi trong tinh xá đứng tựa cửa khóc quý vị. Thương không? Và lúc này Ngài là bậc thánh sơ quả rồi đó. Và tâm của Ngài nghi mà nghe Đức Phật sẽ 3 tháng nữa nhập Niết Bàn, giống như là Ngài choáng váng vậy. Vì quá thương Đức Phật. Và có rất là nhiều cái bài kinh sau này khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn kết tập các kỳ kinh điển thì thầy A Nan là người trùng tiên lại tạng kinh. Quý vị nghe cái đó rồi đúng không? Mà tại sao thầy A Nan trùng tiên lại tạng kinh? Ngài là thị giả của Đức Phật, Ngài gần với Đức Phật. Và Ngài đặc biệt là Ngài có cái gì? Cái gì đệ nhất? Trí nhớ. Trí nhớ đệ nhất, trí nhớ phi thường. Ngài là đa văn đệ nhất, trí nhớ phi thường, nghe qua là thuộc, nghe qua là thuộc. Chứ không phải mình, mấy cái người nào mà mắc nợ mình mới nhớ, phải không? Còn mấy cái người mình mắc nợ mình đâu có nhớ. Còn Ngài là trang kinh nào Phật nói là Ngài nhớ hết. Cho nên là sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, làm trùng tiên lại tạng kinh. Đến hôm nay quý vị đọc những cái bài kinh này nè, là do thầy A Nan trùng tiên lại. Thì lúc này thầy A Nan đứng bên cạnh Đức Phật, ngồi xuống một bên. Đức Phật mới nói với thầy A Nan: Này A Nan, với ai thầy có lòng từ mẫn và với những ai thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống? Tức là Đức Phật nói với lại thầy A Nan, với lòng từ mẫn là con thương ai á? Những người đó ví dụ như là bạn bè của con, thân hữu của con, bà con hay trong gia đình huyết thống của con thương ai thì con phải ăn sao? Với những người ấy, này A Nan, thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm. Đó, tức là những người nào bạn bè của con, thân quyến của con, bà con của con, huyết thống của con thương ai thì con nên an trú, hướng dẫn, khuyến khích người đó vào ba điểm hay là ba điều. Ba điều đó là gì? Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đó, tức là con hãy hướng dẫn cho người đó có đức tin tịnh tính bất động nha quý vị. Lát nữa thầy sẽ giải thích thế nào là niềm tin tịnh tính bất động nha. Con hãy hướng dẫn cho người đó an trú vào niềm tin tịnh tính bất động nơi Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đó, tức là điều thứ nhất là con hãy giúp cho người đó có đức tin tịnh tính bất động. Lát nữa quý vị nghe thầy sẽ giảng cái từ đó, tin mà tin như thế nào nha. Tin tịnh tính bất động nơi Đức Phật. Mà Đức Phật là bậc có 10 ân là ứng cúng, chánh biến, chi minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đó là thứ nhất. Tiếp tục, hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Tức là
Hồi nãy là an trú tịnh tính bất động nơi Đức Phật, còn đây là pháp, là có mấy ân Đức Pháp? 6 ân Đức Pháp nha. Pháp có 6 ân. Rồi, thứ ba là gì? Là hãy khích lệ hướng dẫn và an trú tịnh tính bất động đối với chúng tăng. Phật pháp rồi, bây giờ là tăng. Ân đức tăng là gồm những gì? Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng được cúng dường, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thì vừa rồi thầy đọc cái đoạn vừa rồi, thầy cố ý đọc cho hết cho quý vị đó, để quý vị biết hiểu về Phật là như thế nào. Hiểu về Phật là bậc có 10 ân đức hoặc là 9 ân đức. Hiểu về pháp á, là 6 ân đức. Pháp của Thế Tôn là khéo thiết thiết thực hiện tại, đến để mà thấy vượt thoát thời gian, có khả năng hướng thượng và người trí tự mình giác hiểu, là 6 ân đức pháp. Còn ân đức tăng là 9 ân đức như vừa rồi thầy vừa đọc. Vậy thì Đức Phật nói thầy A Nan, con thương ai, con hãy giúp cho người đó có niềm tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Mà niềm tin trọn vẹn nhất, cao vời nhất, rốt ráo nhất, thì niềm tin đó là niềm tin gì nè? Tịnh tính bất động. Rồi bây giờ quý vị nghe tiếp Đức Phật dạy như thế nào. Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này A Nan, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây đổi khác là như thế này: vị thánh đệ tử ấy, này A Nan, thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật sẽ sanh vào địa ngục, bàn sanh hay ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. Tức là sao? Phật nói nếu người nào mà đã có niềm tin bất động nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng rồi thì không bao giờ còn có cái chuyện tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, đây là trong Chánh Kinh nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ giải thích cái từ là niềm tin tịnh tính bất động là gì. Chứ không phải quý vị tin Phật cái là từ nay ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục đóng lại. Không phải đâu nha, không phải đâu. Và thầy thưa quý vị như thế này: cái ngày mà quý Phật tử quy Tam Bảo á, như ở đây chùa Giác Ngộ của mình mỗi tháng cũng quy Tam Bảo phải không? Mỗi tháng quy Tam Bảo. Ở đây ai đã quy Tam Bảo rồi đưa tay thầy coi. Dạ, cũng gần hết rồi. Còn các bạn kia là chuẩn bị quy y đúng không? Dạ. Ở dưới chùa An Lạc chỗ thầy cũng vậy, cứ mỗi tháng sau khóa tu xong thầy cũng khuyến khích Phật tử quy Tam Bảo để làm đệ tử Phật. Tại vì với những cái gì mà mình hiểu biết á, bằng trí tuệ của mình, bằng sự hiểu biết của mình á, quý vị vào Phật pháp, quý vị nghe những trang kinh á, quý vị thấy những sự hiểu biết của mình á như hạt cát á, ít lắm. Cho nên về với chùa á, nghe những lời kinh tiếng kệ, nghe những bài giảng của quý thầy, quý vị sẽ thấy là Phật pháp là mênh mông, là vô biên, và trí tuệ của mình nhỏ bé vô cùng với những gì mà Đức Phật dạy qua những cái trang kinh. Thì mình thấy ở đây có điều là tin Phật, tin pháp, tin tăng, tịnh tính bất động thì không đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là trong kinh nói nha. Nhưng mà tịnh tính bất động là như thế nào? Tức là con tin Phật không bao giờ lay chuyển. Không bao giờ lay chuyển. Con tin pháp, con tin tăng không bao giờ lay chuyển nha. Tịnh tính bất động là không bao giờ thay đổi. Bây giờ thầy hỏi quý vị nha. Quý vị có tin Phật không? Vị trả lời dạ. Có kính Phật không? Có thương Phật không? Có luôn. Tin Phật tha thiết không? Có không? Có luôn. Kể câu này nha. Tin Phật bất động không? Ai nói có đi, tôi xuống tôi lạy. Không, cái này thầy nói thiệt đó. Đúng nghĩa là thầy xuống thầy lạy luôn. Tại sao? Tại sao? Niềm tin về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng chỉ bất động khi quý vị chứng được thánh quả Tu Đà Hoàng. Đó, héo luôn rồi gì? Hết luôn rồi đúng không? Hồi nãy ai nói bất động đâu? Cho em xuống em lại cho em có phước. Thế đúng là như vậy nha. Tức là cái người mà niềm tin Phật á mà không bao giờ thối lui là phải chứng thánh quả, sơ quả. Vậy Bụt Phật tử nói đâu có thầy, con tin Phật dữ lắm mà thầy. Dạ tin Phật thôi, chưa chắc ngày mai tin. Đúng không? Có những người quý vị thấy trước kia người ta tin sao à, tin sống tin chết luôn. Mà rồi bây giờ mình thấy người đó không còn tin nữa, bỏ Phật ba nút nhạc. Đó, ba nút nhạc luôn. Bây giờ thầy hỏi quý vị nha, bây giờ thầy thuyết pháp, quý thầy thuyết pháp ngàn bài. Bữa nào quý vị tới gặp một cái vị nào đó không phải là đệ tử của Đức Phật, quý vị vừa tới một cái, quý vị đó nhìn vô cái ly bay lên, bay xuống. Dạ thầy cho con theo, bỏ Phật thì theo mới được cho con. Dạ cái gì, con hoan hỷ quá, thầy có thần thông.
theo vị đó liền. Thấy không? Không hiểu Phật. Thưa quý Phật tử, chưa có niềm tin bất động nơi Phật pháp á, một ngày nào đó mình có thể bỏ Phật nha. Thầy nói như vậy á, không có phải là thầy khuyến khích quý vị bỏ Phật, quý vị hiểu không? Nhưng mà thầy muốn nói cái này nè, để tin Phật mà tuyệt đối bất động tịnh tính á, là phải chứng thánh. Có nhiều người nói, dạ đời này con tin hết luôn mà thầy. Ông bà con thấy, ông bà con, nhiều người tin hết đời luôn mà thầy. Dạ hết đời, chắc gì đời sau tin. Đúng không? Đời sau có thể sanh vào một cái nơi biết gì về Phật pháp á. Cái anh đó anh gọi điện cho thầy, thầy ơi, đời này con chưa xuất gia được, nó còn vướng vài việc, con nguyện kiếp sau con xuất gia. Sao mà thầy thấy mong manh quá, mong manh dễ vỡ. Cái lúc nói chuyện hồi hay bắt đầu thì êm êm nhẹ nhẹ thì mới đưa gài vô một câu, kiếp sau chắc chỉ được làm người. Thầy nói thiệt phải không? Nói nó buồn mà nó dạy thiệt, chắc gì kiếp sau được làm người à, mà đòi đi xuất gia. Mà cho dù là được làm người, sanh ra một nơi không biết gì về Đức Phật. Trên thế giới hiện nay có những nước không biết gì về Đức Phật có không? Có. Ngay tại Việt Nam của mình có những tỉnh Phật pháp cũng rất là yếu, đúng không? Thì làm gì mà có cái chuyện đi xuất gia. Mà ngay cả làm người ở một cái nơi nè, đó, ở cạnh chùa Giác Ngộ luôn, ở cạnh chùa của thầy luôn, có nhiều chùa, Phật tử quá trời nơi về tu. Có những người cạnh chùa đâu có tu đâu. Dạ, chuyện bình thường. Đó, nó vậy đó. Cho nên nó là bây giờ thầy nói anh bước thêm bước nữa mà anh bước không nổi, mà anh đòi bước qua cái vạn vạn trùng gian nan, thấy không? Nhất là chắc gì kiếp sau được làm người. Đó. Vậy thì quý vị nhớ giùm thầy nha. Mình chỉ có niềm tin bất động, kiên cố, không bao giờ thối lui về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng khi chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn hay là sơ quả. Khó không? Cực kỳ khó, cực kỳ khó luôn. Rồi, thầy thưa quý vị chuyện này nè. Với phàm phu của mình á, mình tin Phật một cách rất là tha thiết. Nhưng bữa nào nha, thầy nói ví dụ bữa nào lỡ ai cho mình uống một cái chất kích thích nào đó, hết làm chủ được cái tâm ý của mình, mình có thể nói những câu nói nào đó xúc phạm đến Tam Bảo, có thể có. Trường hợp thứ hai, một lúc nào đó lỡ mình bị cái tai nạn, cái đầu mình có vấn đề, có thể mình sẽ nói cái câu gì đó xúc phạm đến Tam Bảo, có thể có không? Có. Và nhất là qua kiếp sau, không biết chuyện gì hết. Nhưng với một vị thánh đắc thánh rồi nha quý vị, bây giờ vị đó ai có cho uống chất kích thích gì đi chăng nữa thì vị đó vẫn là niềm tin Tam Bảo tuyệt đối. Thứ hai, cho dù bị tai nạn, cái đầu có vỡ làm 7 mảnh, mà nếu mà vị đó còn tỉnh nha, thì vẫn không bao giờ có cái chuyện mà bất kính với Tam Bảo. Và chắc chắn một vị thánh sơ quả rồi, có chết đi nữa thì chắc chắn kiếp sau là không bao giờ đọa xuống địa ngục, là quỷ xuất sanh như trong kinh nói đây. Và lúc đó không quá 7 kiếp nữa là đắc thánh A-la-hán. Cho nên tin Phật, tin Pháp, tin Tăng mà tịnh tính dễ hay khó? Đâu có khó đâu, quá khó. Quá khó luôn nha quý vị nha. Vậy thì ở đây từ đó thương ai á, thì quý vị giúp cho người đó an trú vào Phật, Pháp, Tăng. Và trong lòng thầy á, thầy thấy ai quy Tam Bảo nó thiệt, thầy vui lắm, thầy mừng lắm. Thấy một Phật tử nào quy Tam Bảo, không phải là mình phân biệt những người không quy Tam Bảo, mà thấy ai quy Tam Bảo mình cảm giác như giống như người nhà. Dạ. Bữa nào mà lỡ đi một đoạn đường nào đó mà không có cơm ăn, tự nhiên thấy người này quy Tam Bảo cũng mạnh miệng vô xin cho thầy miếng cơm. Không có ngại, tại vì thấy vị này quy Tam Bảo, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng đó, tự nhiên nó đỡ ngại quý vị. Cho nên là cái ngày mà quy y Tam Bảo á, quý vị sẽ được quý thầy hướng dẫn à, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Có chưa? Có nghe câu đó chưa? Vậy có phải quy y xong cái là có Phật, Pháp, Tăng là hết đọa địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh đúng không? Đừng có nói đúng nha. Nhưng mà tại sao quý thầy đọc cứ vậy? Đúng là như vậy, với điều kiện thế này nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, Phật là gì? Phật có phải là bậc tỉnh thức không? Bậc giác ngộ không? Bậc đầy đủ trí tuệ từ bi không? Pháp thiện đứng đầu không? Một người mà hành theo Phật như vậy, chánh niệm, tỉnh thức, trí tuệ như vậy, còn địa ngục là gì? Có phải khổ đau không? Bất thiện không? Rồi vô minh không? Có ngược lại với Phật không? Ngược. Thì mình quy y Phật là mình học theo hạnh Phật nhé, thì mới không xuống địa ngục, hiểu không? Chứ không phải quy y xong rồi về, chị biết em quy y rồi, quy Phật, Pháp, Tăng, pháp danh của em là Diệu Quên, có khi thầy gọi em là Diệu Lì nữa, em vừa lì em còn vừa quên nữa đó, em hết đà địa ngục và quỷ xuất sanh. Vậy là không phải nha, chúc quốc. Vậy là không phải. Phật là tỉnh thức, chánh niệm, ánh sáng. Địa ngục là tối tăm, là bóng tối, là đau khổ, nhá không? Học theo hạnh Phật thì mới sao? Không xuống địa ngục. Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ,
Thực ra thầy nói cái chỗ này hay dữ lắm. Rốt ráo của Phật pháp, rốt ráo của chánh pháp là gì? Là ly dục. Rốt ráo của chánh pháp là ly dục, giúp cho mình thoát ra khỏi cái dục ở cõi dục giới, thoát ra khỏi cái tham ở cõi sắc giới, và thoát ra khỏi cái tham ở cõi vô sắc. Ở cõi dục gọi là ly dục nha, ly dục ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Rốt ráo của Phật pháp là ly dục. Vậy tại sao quy y pháp không đoạn ngạ quỷ? Quý vị nhớ, một trong những hình ảnh mà quý thầy hay kể cho quý vị nghe về ngạ quỷ á, là ngạ quỷ thì bụng thì sao? Bụng thì to, cổ thì nhỏ. Không phải ngạ quỷ nào cũng bụng to cổ nhỏ nha. Nhiều hình tướng ngạ quỷ lắm, tùy cái nghiệp. Có những ngạ quỷ thì người là ra lửa, không có quần áo, rồi nhơ nhớp, rồi hôi thối. Có những ngạ quỷ thì mồm nói ra là hôi mà da lại đẹp. Có những ngạ quỷ là bị cái nghiệp là không có được uống nước, rồi đói khát vậy đó. Tùy cái nghiệp của mỗi ngạ quỷ. Nhưng mà quý thầy hay dẫn hình ảnh là ngạ quỷ là cổ nhỏ, bụng to. Cổ nhỏ là cái sự tiếp nhận rất là ít, mà bụng to thì sao? Là sự mong muốn rất là nhiều đó. Vậy thì ngạ quỷ là sao? Rất là tham, đúng không? Muốn rất nhiều. Mà trong khi tinh thần rốt ráo của Phật pháp là ly dục. Còn ngạ quỷ là sao? Cái gì gom vô được thì gom. Đó, bụng bự. Cho nên ly dục là lìa cái tham, tham dục lìa cái tham muốn. Mà lìa tham dục, lìa tham muốn thì còn cái nhân sinh xuống ngạ quỷ không? Không. Đó, quy y pháp không đọa ngạ quỷ là như vậy nha. Còn quy y tăng không đọa bàn sanh. Bàn sanh là những loài có xương sống nằm ngang và không thể giác ngộ. Lâu lâu mà nghe tin có con heo, con cún, con vịt mới giác ngộ là biết tào lao hết sức nha. Bàn sanh không có giác ngộ, nhớ không? Bàn sanh là chỉ có xương sống nằm ngang kiếp đó, nó có thể hy vọng nó có được cái bình an lạc nào đó phần nào, chứ không có phát triển trí tuệ được. Ở thân phận bàn sanh, trong kiếp bàn sanh không có chuyện đắc thiền và đắc thánh. Muốn đắc thiền đắc thánh là phải thoát cái kiếp bàn sanh lên làm người hoặc là một vị chư thiên thì mới có thể đắc thiền đắc thánh nha. Chứ bàn sanh là chắc chắn không bao giờ đắc thiền đắc thánh được. Mình học giáo lý cơ bản mình biết như vậy. Vậy thì bàn sanh á là cái duyên nào để mình đọa xuống bàn sanh? Là ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ và không có dùng cái đầu, không có dùng trí tuệ. Dục mà, bàn sanh là nặng về dục. Quý vị coi bàn sanh nè, quan trọng cái chuyện ăn, bản năng hưởng thụ, bản năng ăn, rồi bản năng duy trì nòi giống, rồi lên nồi và vô bụng mình là hết rồi đó, phải không? Bàn sanh nó vậy thôi. Cho nên là nó chỉ có thể ăn, nó phát triển cái chuyện ăn, nó phát triển cái chuyện hưởng thụ, cái chuyện duy trì nòi giống. Con lớn ăn hiếp con bé, đó, con lớn ăn hiếp con bé rồi thế là hết, chứ đâu có phát triển trí tuệ được. Còn trong khi á, mình quy y tăng. Tăng là ai? Tăng là đệ tử của Đức Phật, đúng không? Và tăng là người sống theo nếp sống chánh niệm tỉnh thức. Thì chánh niệm tỉnh thức là phát triển về trí tuệ, còn bàn sanh là phát triển về cái sự hưởng dục tham đắm. Thì học theo hạnh của tăng thì không đọa làm bàn sanh, được chưa? Đó, phải thấy như vậy nha. Nãy giờ thầy đi mở đề mà chưa vô tới cổng nữa, hết 15 phút. Thầy muốn đọc cái bản kinh này, thầy muốn đọc cho nó nguyên văn chánh kinh để quý vị có cái đức tin. Và khi mà thầy đi giảng pháp á, thầy tùy có những cái trang kinh đó thầy đọc vô, thầy có cái cảm xúc để thầy giảng. Thì bây giờ thầy quay lại bài, khi thầy đọc về cái bài đó, thầy thấy Đức Phật nói với thầy A Nan: "Này A Nan, với lòng từ mẫn con thương ai thì con hãy an trú họ vào ba điều, đó là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng." Nghe cảm động không quý vị? Mà an trú mà tuyệt vời nhất, rốt ráo nhất là người đó có niềm tin bất động nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Ngày nào mình chưa đắc thánh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra nha quý vị. Nhớ như vậy, luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn cúi đầu. Người càng có học á, người càng có tu trong Phật Pháp á nha, trong tinh thần Phật Pháp á, mình học để làm chi? Mình học để mình buông xuống hay gì đó, chứ không phải mình học để mình cao lên. Không phải mình học để mình thấy mình giỏi hơn người khác. Mình học để mình biết đúng sai nha. Mình học để mình buông cái ngã mình xuống. Mình học để mình buông cái đố kỵ. Mình học để mình buông cái ganh tị. Mình học để mình buông cái tham, cái sân. Học để buông. Còn quý vị mà không có biết cách học quá nghe, hoặc là học ở đời mình không biết cách học, học để nắm. Và càng học mình có thể là tự cao ngã mạn với cái kiến thức của mình. Còn với Phật Pháp á, càng biết nhiều càng cúi đầu, song song tĩnh lặng lúi chín cúi đầu.
càng học Phật pháp càng giỏi á, là mình càng dễ thương bình dị nha quý vị. Không có cái gì khác thường đó. Mình càng tu tập giỏi là mình càng bình thường. Mình càng tu học giỏi á, là mình thần thái chứ không phải thần kinh, nhớ không? Nhưng mình học được có một chút là bắt đầu mình thấy chúng sanh dưới mắt mình là những người có vấn đề, còn mình không có vấn đề. Mình thấy giống mình là nước trong, xung quanh là nước đục không? Mình thấy mình là thánh thiện, còn bên kia không có thánh thiện gì hết. Tại vì lúc đó mình cảm giác mình hiểu về cuộc đời á. Mình nhìn những dòng đời ở ngoài đua chen, hơn thua, tất bật nhau. Cuộc đời khổ, cứ mãi đua chen làm gì, như tôi đây, tôi đâu có đua chen nữa đâu. Đó, mình hiểu có một chút thôi. Thầy hay nghe quý vị hay đăng trên Facebook, TikTok. Nhìn cuộc đời với đôi mắt thản nhiên, an nhiên mà sống. Tâm bất động giữa dòng đời vạn biến. Thầy nghe, nó hay thiệt. Bớt giỡn đi, đâu dễ bất động đâu nha. Bất động là phải đắc thiền. Đắc thiền á, đắc các tầng thiền sơ nhị tam tứ thiền á, mới bất động tạm thời thôi. Phải đắc thánh á, thì mới không bị phiền não chi phối. Khó lắm. Đường tương trao đầu hũ dư leo khó lắm quý vị. Không có dễ đâu nha. Thầy hỏi quý vị là tu dễ hay khó? Khó sao ngồi đấy? Đó, đúng không? Xác định tu là khó. Nhưng tại sao khó mà mình bỏ công việc, bỏ thời gian, bỏ quá chừng cái mình vô đây? Tại vì nó khó thiệt. Ngồi thiền nó đau lắm, nó đau thấy bảy ông mặt trời. Nhất là ngồi thiền kiết già. Tại sao mình ngồi? Tại vì mình biết cái đích đến của cái việc tu nó quá an lạc và nó xứng đáng với cái sự hy sinh của mình. Đúng không? Mình mới phải đây chứ. Chứ không ngày nay mình có nhiều cái để mình đi đó. Những người mình thương là ai? Cha mẹ của mình, bạn bè của mình, vợ chồng, con cái, anh chị em, hoặc là Phật tử đối với đạo, hoặc là chư tăng đối với Phật tử. Thì những người đó mình nên làm gì? Thì mình vừa rồi mình dựa vào cái bài kinh mà thầy vừa nói đó. Mình an trú vào tam bảo là cái chính nha. Bây giờ thầy sẽ phân tích rộng ra. Trước nhất thầy nói nào, trước khi thương ai thì mình phải tập thương ai trước nè. Thương mình, nha, thương mình. Có nhiều người hiểu lầm thương mình là ích kỷ, không phải. Không. Cái thương mình ích kỷ là cái tâm tham ái, nhớ không? Thương mình mà thương kiểu ích kỷ á là tâm tham ái. Còn thương mình để mình lo pháp thiện, lo làm điều thiện á, thì tâm đó gọi là tâm từ, nhớ không? Tâm từ với lại tâm tham ái nó khác. Khi mà quý vị rải tâm từ á, thực tập thiền rải tâm từ, thầy hay hướng dẫn cho Phật tử thực tập thiền rải tâm từ á, thì cái vị mà thực tập thiền rải tâm từ á là vị đó đặc biệt là mát mẻ, ít có cái tâm sân, đối trị với cái tâm sân. Và khi mà mình thực tập thiền rải tâm từ thì cái đối tượng đầu tiên mình rải tâm từ á, là rải cho mình trước, rải cho mình trước, trước khi mình rải cho người khác. Tại sao mình rải cho mình trước? Tại vì trong cuộc đời này không ai thương mình bằng chính mình. Cho nên là đầu tiên mình rải tâm từ cho mình trước bằng cách này. Mong cho tôi không có oan trái với tất cả chúng sanh. Mong cho tôi không có khổ thân. Mong cho tôi không có khổ tâm. Mong cho tôi thân tâm được an lạc. Đó là mình rải cho mình. Sau khi mình rải cho mình xong á, là mình rải đến cái bậc đáng kính. Bậc đáng kính là ai? Thứ nhất á, là cái bậc đó phải còn sống. Và thứ hai là bậc đó là cái bậc cùng giới với mình. Nếu mà quý vị là nam, quý vị rải cho một người nam, nữ rải cho nữ nha. Cùng giới và phải còn sống là vị có đạo đức, có trí tuệ, có từ bi, một bậc đáng kính trong lòng quý vị. Chứ đừng có rải cho người thân quyến trước nha. Đừng rải cho người thương như cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái. Cũng đừng rải cho kẻ thù. Nhưng biết tại sao không? Nếu quý vị rải cho người thân quyến trước á, đôi lúc đó là tâm tham ái chứ không phải là tâm từ. Nếu mình rải cho kẻ thù trước á, mình chưa kịp rải tâm từ nổi lên tâm sân chứ. Ví dụ đang rải, mong cho ông thiếu nợ tôi ông được an lạc, mong cho ông thiếu nợ tôi thân tâm được an lạc, mong cho ông thiếu nợ tôi thân tâm được an lạc. Ủa sao bữa giờ ông có tiền qua trả tôi vậy ông? Mong cho ông thiếu nợ tôi thân tâm được an lạc, ông cho ông thiếu nợ tôi thân tâm được an lạc, ông thiếu nợ tôi ông trả, ông còn nói ngang nữa ông đó. Nhiều khi á, mình rải cho ổng á, mình chưa có tâm từ với ổng là nổi tâm sân rồi đó. Cho nên rải tâm từ nó phải có kỹ thuật. Thứ nhất là nội dung là bốn điều thầy vừa nói đó. Thứ hai là đối tượng thì bao giờ mình cũng phải rải cho ai trước? Cho mình nha. Và thì cái tâm mà mong cho tôi thân tâm được an lạc á, đó là tâm từ, nhớ không? Thương mình bằng tâm từ chứ không phải thương mình bằng tâm tham ái. Đó, cho nên thương mình trước. Phật tử cũng vậy. Các bạn ngồi đây cũng vậy á. Các bạn muốn giúp ai làm cái gì đó, quý vị cũng nhớ là mình phải có tu tập một chút, ít nhiều một chút. Ngay cả mình muốn nói một cái bài pháp ngắn cho ai đó hiểu đạo á, thì mình cũng phải hiểu sơ sơ về Phật pháp một chút, đúng không? Ví dụ như muốn khuyến khích bạn
bạn về chùa quy y Tam Bảo thì mình cũng biết sơ về Tam Bảo là gì. Ví dụ như ai đó nói, chị ơi chị về chùa quy Tam Bảo nha. Tam Bảo là gì em? Tam Bảo thì quý thầy hãy nói Tam Bảo á chị. Thì Tam Bảo là gì? Thì em hay nghe nói vậy. Thì em cũng tin thì em quy y. Quy trong Phật Pháp Tăng còn nhớ nữa. Cho nên hồi nãy ta nói cái pháp danh gì quên. Có an không? Nó có an đâu. Đó, Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng. Có cái vị này giải thích Phật Pháp Tăng như vậy nè quý vị, mà không biết sao giải thích được như vậy. Phật là Đức Phật, Pháp là nước Pháp, Tăng là xe Tăng. Phật là Đức Phật, Pháp là nước Pháp, Tăng là xe Tăng. Đó, giải thích vậy đó. Quy y Tam Bảo là gì em? Bắt đầu nghe cái này mà bắt đầu mới vui nữa nè. Quy là con rùa, y là tấm y. Thấy chút quốc chưa? Chưa đâu. Nghe nguyên văn mới bắt đầu mình mới thấy vị mới vui nữa nè. Quy là con rùa, y là tấm y. Con rùa mang tấm y theo Đức Phật qua nước Pháp bằng xe tăng. Vậy giải thích quy Tam Bảo là vậy đó. Người ta khởi thiện ý muốn quy y, nghe mình giải thích xong hết muốn quy y luôn. Lỗi là do mình. Cho nên nó thương người, thương ai đó muốn giúp cho họ một chút pháp, mình phải biết một chút, phải không? Mình có một chút dễ thương á, mình mới nói cho họ được. Cái mình khuyên cái người đó, chị thực tập tâm từ đi. Chị thực tập tâm từ đi chị. Chị thực tâm từ. Đang khuyên người ta thực tập tâm từ mà mình quậu trước á. Như thầy mà thầy khuyên ai ăn chay đi. Con ăn chay đi, ăn chay mập mạp, hồng hào lắm con. Ăn chay là đầy đặn mập mạp lắm con, chứ không có mập mờ, ví dụ vậy. Nhìn thầy ở đâu muốn ăn đâu. Ốp nhơm nhát phải không? Sao thầy nói ăn chay mập mạp mà sao nhìn thầy sao mà nghi nghi quá vậy. Đó, cho nên ý thầy muốn nói là gì? Mình tu một có một chút trước nha. Có một chút pháp, một chút an lạc, một chút mà Phật pháp trong lòng trước khi mình hướng dẫn đến người khác. Bây giờ quý vị đọc theo thầy cái câu này dễ thương lắm. Mình tự do. Do tự mình. Phải không? Tự do là gì? Tự do là mình không có bị ràng buộc vào những cái phiền não. Không để cái tâm tham nó chói mình. Không để cái tâm sân nó chói mình. Bình thường lúc trước chưa có biết tu, gặp cái chuyện đố kỵ là mình sao ạ? Thấy ai hơn mình là đố kỵ. Mình hát hay thấy ai hát hay hơn là mình thấy ghét. Người ta đẹp hơn mình, người ta đi mình thấy ghét nữa. Bước đi nó thấy ghét rồi. Đó. Người ta mang đôi dép, mình ghét luôn cái đôi dép của người ta luôn. Đó. Cái người mà mình đố kỵ luôn là ghét hết. Thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Thương thì nước đục cũng trong, ghét thì nước chảy giữa dòng cũng dơ. Thương rồi đường về nhà em ổ gà nó cũng đẹp. Đó. Cho nên quý vị thấy không? Lúc trước á mình bị cái đố kỵ nó chói nè, tâm tham nó chói nè, tâm sân nó chói, tâm ngã mạn nó chói. Mình tu tập bây giờ mình tự do là gì? Không có bị cái phiền não nó chói. Vậy thì mình tự do là phải do tự mình. Là do tự mình sao? Phải học, phải tu, mình phải tự mình nỗ lực đúng không? Mới có cái đó. Chứ bây giờ quý vị, bây giờ các bạn á, dễ thương, an lạc, từ tốn, hiền lành, có từ bi, có trí tuệ, có đạo đức. Có phải là do tự các bạn cố gắng không? Phải không? Quý thầy, chư tăng chỉ là trợ duyên hướng dẫn giảng dạy thôi. Chứ bây giờ thầy giảng pháp cho quý vị, quý thầy giảng pháp cho quý vị, mà quý vị không thực tập rồi thì sao? Đâu cũng vào đấy đúng không? Cho nên là mình muốn tự do, muốn an lạc là phải do tự mình. Mình tự do là phải do tự mình. Cuộc đời tùy thuộc cách nhìn. Cách nhìn thay đổi, đời mình cũng thay. Mình phải thấy vậy. Là bây giờ mình muốn an lạc, hạnh phúc là đúng, mình phải nhờ vào những cái người xung quanh hỗ trợ cho mình, nhất là chư tăng hướng dẫn cho mình. Nhưng mà mình phải sao? Tự thân nỗ lực cố gắng. Đức Phật nói là ta là chủ nhân của nghiệp, ta là thừa tự của nghiệp. Câu này nó hay khủng khiếp. Câu này mà phân tích ra là nó quan trọng lắm, cả một cuộc đời của mình. Ta là chủ nhân của nghiệp, tức là nghiệp thiện, nghiệp ác, tội phước. Có phải là do tự mình tạo không? Đó. Rồi bây giờ ta là thừa tự của nghiệp, tức là mình là người chịu cái nghiệp đó. Mình làm ông hàng xóm ông có chịu không? Chiều hôm nay mình đi làm những điều bất thiện, xin hồi hướng những điều bất thiện này cho ông hàng xóm. Ủa đâu có được. Nói không, đâu có được đâu. Không được. Cô đó cô vô chùa cô cúng chay tăng, em biết không? Cô cúng chay tăng xong với thầy nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Cô không chịu. Cô nói bây giờ thầy ơi thầy hoan hỷ giùm con.
con xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh được, nhưng ông hàng xóm kẻ thù của con, cô thương hết chúng sanh được luôn quý vị, mà không thương được ông hàng xóm. Nhiều khi nói vui vậy, trong lòng mình có vậy không? Đó, trong lòng mình nói là con là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam độ, ai cũng là đối tượng để con thương. Nhưng mà thử coi, bữa nào người nói xấu mình coi mình thương nổi không? Đó, nếu mình chưa có tu tập. Vậy quý thầy nói là, vậy là con thương hết, con trừ ông hàng xóm á. Dạ. Vậy bây giờ quý thầy phải hồi hướng sao? Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả, trừ ông hàng xóm ra, đều chọn thành Phật đạo. Nó kỳ kỳ đúng không? Có cái gì đó nó còn gợn lại ở trong lòng. Không nên. Thưa quý Phật tử á, có một cái bài thơ ở bên châu Âu á, có cái đoạn đường á, người ta có ghi một cái câu thơ như thế này nè: xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng. Xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng. Lúc đầu thầy đọc câu này thầy không hiểu, nhưng mà khi mà thầy nghe hết cái câu thơ thầy mới hiểu. Trong cái bài thơ đó nó có cái câu vậy nè: xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng, nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Tức là đừng có đụng vào cái cây, mùa này là mùa lá rụng. Bây giờ mình đặt câu hỏi, ủa mùa lá rụng bây giờ không đụng nó cũng rụng mà, đúng không? Mùa lá rụng bây giờ không đụng nó có rụng không? Cũng rụng thôi. Nhưng quý vị nhớ vậy nè: xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng, nhưng mà mình đụng vô nó rụng nhanh hơn, thì hiểu không? Đừng có đụng vào cây thì lá nó cũng rụng, nhưng mình đụng vào thì lá nó rụng nhanh hơn. Biết là người đó không có dễ thương, biết vậy rồi đó, nhưng đừng có chọc cho người ta giận. Mình chọc cho người ta giận xong, em biết mà, em biết tính chị hay giận mà, cho nên em chọc cho nên chị giận cũng bình thường thôi. Lòng người, mình nên nói người nói vui, mình thử người ta, không có nên thử nha. Mình đã đắc thánh chưa mà mình đi dám đi thử người ta? Một khi mình đã thanh tịnh rồi đó, nhà thanh tịnh rồi thì mình mới hết buồn hết giận. Mà lạ lắm, mình thanh tịnh rồi mình đâu có cái kiểu đó. Tính em thì hướng nội, nhưng mà lúc lãnh lương thì em hướng ngoại. Lúc em hết tiền thì em hướng mẹ, em hướng về mẹ. Lúc đó em đọc câu thơ cho mẹ: mẹ ơi mẹ đẹp như tiên, mẹ thêm chú Huyền mẹ gửi cho con đó. Lúc lãnh lương, lúc chưa có lương thì hướng nội, tiền đâu xài. Lãnh lương có tiền rồi, lo hướng ngoại không à. Hết tiền thì hướng về mẹ của mình. Và thầy thưa quý vị, cái câu thơ đó nó dạy cho mình nhiều cái bài học lắm. Xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng, nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Mình sống trong đời này ai cũng còn phiền não, tham sân, buồn giận hết trơn á. Thương được nhau thì thương. Thương được nhau thì thương. Giúp được nhau thì giúp. Bản thân quý thầy ở trong chùa tặng cho Phật tử chính là những cái bài pháp, là những khóa tu tạo duyên cho quý vị trở về chùa tu học. Về chùa tu học quý vị an lạc, hiểu pháp, tu tập an lạc được bao nhiêu quý thầy mừng. Giúp được bao nhiêu thì giúp nhau. Thật sự là nay mai rồi, trong cái dòng đời này lạc nhau dễ lắm, phải không? Dễ lạc nhau. Có khi nào trên đường đời tất bật, ta vô tình đã đi lướt qua nhau. Phúc lơ đễn nào ngờ ta đánh mất một linh hồn ta đã đợi từ lâu. Có những cái trường hợp mình muốn giúp cho người đó, cái lay quay chưa kịp giúp, cái đôi lúc muốn gặp không gặp lại. Có một lần thầy gặp một người bạn của thầy cũng lâu rồi, thầy muốn giúp cho cái người đó cái chuyện lúc đó. Cái hôm đó cái việc gấp, cái người bạn nó đi xa, đi luôn đến bây giờ thầy chưa gặp. Sau đó thầy có làm cái đoạn thơ thế này nè: duyên thiên thu hội ngộ trong khoảnh khắc, luật vô thường ai bảo sẽ bền lâu. Chỉ một phút tâm đồng tâm tương ứng, vạn nẻo đường ta còn bước cùng nhau. Có làm cái đoạn thơ để nhắc với nhau là duyên thiên thu hội ngộ trong khoảnh khắc, luật vô thường ai bảo sẽ bền lâu. Không có chắc gì chuyện ngày mai đâu. Thôi mình còn gặp nhau được á thì mình thương nhau được thì thương. Ai sẽ hơn nhau trong cõi chết, phải không? Làm khổ nhau chi lúc sống còn. Tự nhiên nghĩ đến câu đó thôi, mình có ra tay cũng chừa đường nhé. Có chửi 10 câu bớt 1 câu cho người ta, 9 câu giảm giá bớt 1 câu cho người ta, chừa đường người ta sống. Mình biết mình nói câu đó là chết người ta đó. Có anh chị Phật tử, chị là giống như bà chủ vậy đó, chị còn trẻ thôi, ba mấy tuổi thôi, nhưng mà nhà chị có điều kiện lắm. Cái chị mới kể là tại vì chị cho thuê phòng trọ cả 100 phòng trọ. Chị kể với thầy thật thà, chị kể, thầy biết không, nhưng cũng tức dữ lắm.
con muốn hiền mà không cho con hiền, con đi thu tiền không trả vì con chửi mới trả, khổ vậy đó. Nhiều khi dòng đời đưa đẩy, sinh ra vốn dĩ hiền lành, cuộc đời đưa đẩy trở thành thế này đấy. Bắt đầu chị mới nói với thầy, nhưng mà con chửi xong rồi đó thầy, con về con sợ kết thành oan trái. Chị nói vậy đó. Mà thầy biết không, trong lòng con thì không có muốn là người ta khổ đâu, nhưng mà thầy biết không, chửi mới trả. Vậy đó. Lúc trước con chửi á, con mong cho họ khổ, nhưng bây giờ con chửi thôi chứ con không mong cho họ khổ. Cái thầy nói có chắc không? Hên xui nha. Cái thầy mới nói là lúc chửi người ta có phải chửi bằng tâm sân không? Thì Phật tử cũng thuần thành, thầy mới dám nói mấy cái câu nặng đô, nặng ký nha. Chứ không thường cái người mới mới mà nói câu đó xong cái lát nữa là điện thoại của thầy bị chặn luôn. Cái xong thầy mới nói là mình mà chửi như vậy có chừng tâm sân đó, kết oan trái đó. Thầy mới nói nè, mình nói nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà dứt khoát nha. Chứ không phải mình nói là từ bi phải có trí tuệ, phải dứt khoát. Chứ không phải là mình từ bi nhưng mà để cho họ làm sai, không phải. Thì cái vị đó mới nói là con làm vậy có kết thành oan trái không? Thầy nói nếu con bằng tâm sân là bất thiện của con đó. Nếu mà họ oán thù nữa, kết thành cái oán thù thì không nên. Nhẹ nhàng được bao nhiêu thì nhẹ nhàng, nhưng mà dứt khoát. Cho nên các bạn thấy trong cái tay của các vị Bồ Tát á, ngàn tay ngàn mắt mà, trong tay có con mắt. Tay là hành động, tượng trưng cho tinh thần từ bi. Mà hành động phải có cái gì ở trong? Con mắt. Con mắt này là tượng trưng cho trí tuệ. Làm gì mình có trí tuệ. Cho nên nó thương nhau trong đời này, giúp nhau được cái gì á, thì cố gắng giúp nhau để mà có thể đưa nhau đi lên được một chút nào thì đi lên. Quý thầy trong chùa cũng vậy đó, thuyết pháp, giảng kinh, mở khóa tu, cũng mong cho Phật tử hiểu về Phật pháp. Bây giờ thầy sẽ nói về một vài cái mà mình giúp cho cái người thân của mình nha. Ví dụ như thầy nói câu vui vui vậy nè, mình á, mình mong muốn á, giúp cho người thân của mình tu tập, hay mình muốn giúp cho người thân của mình tụ tập? Muốn tu tập hay muốn tụ tập? Tu tập, đúng không? Mình không có tu, mình sẽ thành có chừng tù. Tù đây là không có còn tự do. Không có tự do đây tức là gì? Có phải mình bị tham sân chói, mình không còn tự do không? Thì kể cho quý vị nghe nha, một câu chuyện triết lý như thế này đó. Vừa rồi thầy ở trong phòng của thầy, trong phòng của thầy. Xong ở ngoài phòng nó có cái khóa mã, khóa mã. Cái thầy ở trong phòng thầy rất là thoải mái, hoan hỷ thôi. Cái thầy ở trong mà thầy đi ra, không biết cái chủ đầu chơi khóa luôn cái mã ngoài luôn, thầy mở đâu có được. Nhưng mà trong lòng rất là vui nha. Lúc đó tự nhiên thầy ngộ ra một điều, thầy giác ngộ. Không phải nha, không phải là mình ở trong cái phòng hay là ở ngoài cái phòng. Mà lúc đó cái tâm mình như thế nào? Tâm mình an rồi, ở trong phòng mình cũng an, ở ngoài phòng cũng an. Nếu mà lúc đó đó, ở trong phòng mình, tâm mình bất an lắm. Cho dù mình ở trong phòng, mình có cái chìa khóa, mình mở ra vô, nhưng mà lòng đâu có yên. Ngay cả mình ở ngoài cái phòng đó, mình cũng không yên nữa, nếu tâm mình còn bị phiền não chi phối. Đó. Cho nên là cái người đó là cái người đang ở trong phòng hay ngoài phòng cũng được, nhưng mà trong lòng họ có bị phiền não chi phối hay không? Trở về tham dự khóa tu là cơ hội tu tập. Quý vị có duyên hướng dẫn cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc là người thân của mình tu tập, chứ không phải là tụ tập. Nếu có cơ hội, quý vị hướng dẫn cho người thân của mình trì giới. Trì giới là giữ 5 giới, 8 giới. Không có trì giới mình bất thiện gì lắm. Không có trì giới của chừng mình bị trời dí á nha. Phải không? Không có trì giới có cơ hội bị trời dí không? Trời dí là gì nè? Hả? Không có trì giới, không có giữ 5 giới, mình có thể làm bất thiện. Bất thiện rồi khi nghiệp nó chỗ thì có phải là trời dí không? Nó không có trì giới, cái chừng dễ bị trời dí. Bây giờ mình giúp cho người thân của mình muốn cho họ dễ thương, mình muốn cho họ mát mẻ, mình muốn cho họ ngay cả sắc đẹp nha, được dung sắc, người ta nhìn người ta thương, thì thường mình hướng dẫn cho họ tu pháp gì? Pháp gì hồi nãy thì mới nói đó. Máu chốt để đẹp, mà đẹp cái sự thánh thiện đó nha, là hướng dẫn tu pháp gì? Rải tâm từ. Rải tâm từ là đẹp lắm. Rải tâm từ xong là nét đẹp của người đó là chim sa cá lặng luôn. Cái chị này chỉ nhìn thầy, còn không có là cơm chiên cá mặn á nha. Thấy không? Đó, mình rải tâm từ là dễ thương gì đó. Không, cái này thầy nói thiệt nha. Bây giờ không có cần lâu đâu. Quý vị bữa nào mà ngồi thiền được nửa tiếng á, nửa tiếng an trú trong tâm từ á, mong cho bậc đáng kính thân tâm được an lạc, mong cho bậc đáng kính thân tâm được an lạc, mong cho bậc đáng kính thân tâm được an lạc. Chuẩn bị cái máy chụp hình sẵn nha. Hành thiền xong ra chụp cái tấm hình đẹp chứ, hiền lành dễ thương.
bắt đầu mà bắt đầu bước ra khỏi cửa cái thấy cái chuyện bất thiện xong thấy cái mặt ưng ưng khùng khùng liền luôn á. Là lúc đó tự nhiên cái sắc của mình thay đổi không? Nếu bị rải tâm từ là nó qua cái sắc của mình, qua cái sắc rõ ràng luôn nha, là mình thấy mình dễ thương lắm. Mà nét đẹp của sự dễ thương, của từ ái, của hiền lành mà mình không khéo một cái là bắt đầu ra bước ra khỏi phòng đụng chuyện mà nhất là tâm sân, là quý vị sẽ thấy cái sắc của mình nó đổi liền, nó đổi liền, nó nóng nảy, nó bực bội. Vậy thì mình hướng dẫn cho người thân của mình muốn cho người đó đẹp là nên sao? Nên nên rải tâm từ. Mình á, hai cái này nó dễ bị lẫn lộn nè. Mình thực tập tâm xả, tâm xả với lại xả láng. Xả với xả láng á, mình hướng dẫn cho người thân của mình thực tập tâm xả nha, chứ đừng có tâm xả láng nha. Tâm xả là gì? Tâm xả, thực ra tâm xả khó nghe, không có dễ đâu. Tâm xả là mình bình thản trước cái chuyện của người đó, cái chuyện buồn vui được mất, ngay cả khổ đau của người đó. Nhưng mà tại sao mình lại thực tập tâm xả? Quý vị nhớ vậy nè, trước khi thực tập tâm xả là mình đã thực tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ rồi. Mình thương họ lắm, mình muốn giúp họ lắm mà không có duyên để giúp, muốn hết sức luôn mà giúp không được. Mà thường mình giúp không được thì mình sẽ sao? Khổ không? Khổ. Cuối cùng đi giúp người ta chưa giúp được mà mình khổ, thấy chưa? Là bị lỗ, đúng không? Cuối cùng mình muốn giúp người mình lại ôm cái khổ, không nên. Thì lúc đó mình mới thực tập tâm xả nha. Tâm xả là mình phải thấy rằng mỗi người có một nghiệp riêng, và không có duyên thì không có thể độ. Thì lúc đó đừng có khổ. Thì tâm đó là tâm, tâm xả. Thì có nên hướng dẫn cho người thân của mình thực tập tâm xả không? Có. Nhưng mà có nên hướng dẫn cho họ xả láng không? Đó. Nó không, phung phí thì không. Mình nghèo mà mình hay chốt kèo là có nghĩa là mình hay khổ, đúng không? Mình nghèo mà cứ xả láng là sao là hết. Mình nghèo mà mình hay chốt kèo là cuối cùng là thế là mình là sáng ăn khoai. Đọc lại ngược lại cho thầy đi. Khoai ăn sáng. Bữa nào gặp thầy thấy thầy sáng ăn khoai là biết rồi đó. Là bữa đó thầy khoai ăn sáng. Vì khoái ăn sáng hết tiền thì sáng ăn khoai. Người ta ăn cao lương là tại vì người ta lương cao. Đó. Người ta ăn cao lương, người ta lương cao. Còn mình là khoái ăn sáng mà đâu có tiền đâu. Thành ra sáng ăn khoái. Người ta muốn đứng hàng đầu thì người ta phải không đầu hàng. Mình là cái gì mà đâu? Xả láng mà xả láng có thành phung phí á. Vậy thì nên hướng dẫn người thân của mình thực tập tâm xả, nhưng mà không có phung phí nha, không phải là xả láng. Rồi nên hướng dẫn người thân của mình trở thành đồ cũ với trở thành đồ cổ. Mình nên hướng dẫn người thân của mình thành đồ cũ hay đồ cổ? Đồ cũ hay đồ cổ? Bây giờ tôi hỏi quý vị là có một nhà đồ cũ và có một cái ly cổ thôi. Một cái ly cổ với một nhà đồ cũ, cái nào quý hơn? Hả? Cái ly cổ đó quý hơn hay một cái nhà đồ cũ quý hơn? Cái ly cổ quý hơn. Vì cái nghĩa bóng ở đây nè. Đồ cổ là đồ quý. Cổ là đồ quý. Người nào mà có pháp thiện nhiều, có từ, có bi, có hỷ, có xả, có giới, có định, có tuệ, có tính, có tấn, có niệm, có định, có tuệ, có phước, có pháp thiện, dễ thương, hiền lành, đạo đức, trí tuệ, thiền định, thì người đó như là đồ cổ. Có chừng mình sống lâu mình lên đồ cũ, đúng không? Sống lâu là chắc chắn lên đồ cũ chứ đó. Thân mình nó cũ. Trong phòng thầy có viết câu thư pháp để ngay cái đơn của thầy: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, để nhắc mình bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Kinh Pháp Cú để thầy nhắc thầy mỗi lần mà thầy lười, thầy đọc vô câu đó: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Tức là không bao lâu mình sẽ chết. Tranh thủ vào lúc mà mình có điều kiện, có khả năng, có cơ hội thì làm phước. Thầy nhắc thầy viết cái câu đó xong thầy viết cái chữ chết chứ, chết bự sư chứ. Đó, cầm bức thư pháp dài bự, thầy để ngay cái đơn của thầy. Mở mắt ra, chết. Không bao lâu thân này chết là mình. Thầy nói thiệt. Để ngay đơn của thầy á. Mở mắt ra thấy thì chết. Cái bữa nào mình lên đơn mà nằm xuống ngủ thì thấy rõ ràng luôn, mà nhờ bà giúp mình nằm xuống đường còn giận ai. Trời tối nay ngủ không ngon. Mình còn giận hôm đó quá ngủ không được. Nhưng mình nhìn lên lỡ tối nay chết làm sao? Mai chết, mốt chết làm sao? Chết xong đi theo cái thiện nghiệp, ác nghiệp của mình, chứ đâu có đi theo ổng đâu.
Ông giận mình, ông chửi mình. Mình ôm cái câu chửi đó của ông. Cái bữa nào mình nằm trên giường bệnh ngáp, mình kêu ông qua giúp mình được không? Đó. Những cái thiện nghiệp, ác nghiệp của mình nó giúp cho mình. Phải thấy được cái điều này nha. Cho nên mình hướng dẫn cho mình và cho người thân của mình là lên đồ cổ, chứ đừng có lên đồ cũ, nghe không? Đồ cũ là sống lâu, già, tóc bạc, nha nhăn nheo, chán nhăn, mắt mờ, tai lãng, lưng còng, gối mỏi. Cái gì cũng có, chỉ không có phước và không có tu. Khổ không? Đó, mình phải thấy như vậy, nhắc mình lên đồ cũ, lên đồ cổ, chứ đừng lên đồ cũ. Rồi, mình sống á, hướng dẫn người thân của mình làm sao nó có bản năng với bản lãnh, chọn cái nào hả? Sống theo bản năng hay sống theo bản lãnh? Bản lãnh. Bản năng là gì? Bản năng tức là mình sinh ra cái thói quen đó, nó chi phối mình như là một cái bản năng. Ăn là phải bản năng không? Đến giờ phải ăn. Mặc thích làm đẹp phải bản năng không? Đó. Mình hành xử theo cái tâm tham, tâm sân là bản năng. Mình hành xử theo cái thói đời là bản năng. Vậy bây giờ mình tu mình không ăn hả? Dạ không. Ăn chứ, mặc chứ, ngủ chứ. Nhưng mà ăn mặc ngủ của mình là nhu cầu chứ không phải là hưởng thụ đó. Hiểu không? Con ăn để làm gì? Con ăn để làm gì? Con ăn để con có sức khỏe. Con ăn để con có sức khỏe. Trong kinh dạy như vậy đó quý vị. Nhớ giùm thầy mấu chốt về cái chuyện ăn nha. Thầy cũng hay nói về mấy cái chuyện ăn lắm. Thầy sợ một ngày không có cháo mà ăn. Thì biết tại sao không? Nói mà gặp mấy cái cô á, mấy cô là hay nấu ăn. Mà thầy cứ nói vậy xong mấy cô không cho cháo thầy ăn luôn. Không sao, nói luôn nha. Ăn để có sức khỏe là đúng ý Phật. Chừng đó thôi, ăn không phải để làm đẹp, ăn không phải để hưởng thụ, ăn không phải để vui đùa, ăn không phải để trang sức. Mà ăn là để thân mình bảo dưỡng, để có sức khỏe, tu học phạm hạnh. Tức là để mình tu, mình học, mình làm phước. Chỉ chừng đó thôi. Chỉ nghĩ được chừng đó thôi là đời quý vị đỡ khổ về cái chuyện ăn lắm. Mà nghĩ lại coi, mình có hai con mắt để thấy, hai lỗ tai để nghe, hai cái tay để làm, hai cái chân để đi, còn cái miệng để nói để ăn, mà cái miệng cuối cùng nó chiếm hết luôn, nó chiếm nhiều thời gian lắm. Đừng khổ vì miếng ăn nha. Khổ vì miếng ăn là bản năng. Ăn để có sức khỏe, để tu học là bản lãnh. Thấy đồ ngon, ai cho thì ăn, không cho thì thèm, chứ quyết định không lấy. Cho ăn cho thì thèm. Thầy hay kể vui vui với thầy ăn có hai muỗng sầu riêng, mà ai vô thăm thầy lúc đó là đau khổ vô cùng. Dạ. Quý vị có hiểu cái từ long đầu và đau lòng không? Dạ. Không cho mình nghĩ sao là mình là thầy thiện tuệ mà có hai muỗng sầu riêng mà không cho người ta một muỗng, phải không? Ước gì người ta đừng có vô ngay thăm mình ngay cái lúc này là tốt đẹp nhất. Cho thì đau cái lòng lắm quý vị. Mà không cho thì long cái đầu. Đường nào cũng chết, phải không? Tốt nhất bữa sau thấy thầy đang ăn sầu riêng, đừng vô. Vô mà không cho, không cho thì sao? Bản năng tham của mình, thay vì mình nghĩ á. Trong kinh nha, Phật nói một câu mà thầy thấm, thầy thích vô cùng luôn quý vị. Đức Phật nói vậy nè: nếu con hiểu được quả lành của việc bố thí, thì dù chỉ còn vài muỗng cơm thôi, vài hạt cơm thôi, con cũng không nỡ ăn nữa. Quý vị hiểu không? Đức Phật nói nếu con hiểu được cái quả lành, tức là cái phước của việc bố thí á, thì chỉ còn có vài muỗng cơm, vài hột cơm thôi, con cũng không nỡ ăn nữa. Tức là mình thấy cái việc bố thí phước dữ lắm, cho nên mình không nỡ ăn nữa. Có cho được thì cho. Có cơ hội là cho, có cơ hội là cho. Bây giờ để thầy hướng dẫn cho quý vị 2 phút thôi. Quý vị đi cúng dường, quý vị đi bố thí, quý vị đi tặng thức ăn á, cách tác ý khi cúng dường bố thí thức ăn nha, để có phước lớn nha. Quý vị đừng có nghĩ là mình tặng cho người khác, ví dụ như một hộp cơm, một thùng mì, một bao gạo, hoặc là một bữa ăn chay phạn, chay tăng gì đó. Mình nghĩ là chỉ có thức ăn. Quý vị tác ý như vậy, phước nó có mà không có lớn. Quý vị phải nghĩ như vậy nè. Đức Phật dạy trong kinh, cho ăn là cho sự sống. Cho ăn là cho sự sống, tại vì nhờ thức ăn người đó mới sống thêm một ngày. Cho ăn á, là cho dung sắc, là cho sắc đẹp á. Có phải cái người không ăn, người đó tiều tụy không? Đó. Cho ăn là cho an lạc. Không ăn mình ăn lạc gì nổi. Có thực mới vượt được đạo chứ. Ngồi đây mà trưa nay mà ăn, không có ăn là ngồi đây nhiều khi bây giờ ăn lạc không nổi, phải không? Cho ăn á, là cho trí tuệ đó. Do người đó ăn, người đó tu học và nó phát triển trí tuệ. Cho ăn là cho dung sắc. Cho ăn là cho sự sống. Cho ăn là cho sức khỏe. Cho ăn là cho sắc đẹp.
Vậy thì cũng là cái việc ăn thôi mà được nhiều cái phước không? Nhiều cái phước lắm. Nhưng mà quý vị phải biết cách tác ý. Thầy nói ví dụ nha, thầy hay hướng dẫn cho Phật tử ở tại chùa, khi họ về họ cúng chay phạn trong mùa an cư kiết hạ, thầy nói vậy nè: Phật tử khi mà tác ý cúng dường thức ăn đến chư tăng, quý vị tác ý vậy nè: con xin cúng dường buổi ăn hôm nay, trưa hôm nay hoặc chiều hôm nay, hoặc sáng hôm nay đến chư tăng, chư tăng thọ dụng thức ăn này để có sức khỏe, để chư tăng tiếp tục phát triển pháp học, chư tăng phát triển pháp hành. Vị nào có giới thì phát triển thêm giới, vị nào có định thì phát triển thêm định, vị nào có tuệ thì phát triển thêm tuệ, vị nào có tính phát triển tính, vị nào có tấn phát triển tấn, vị nào có niệm phát triển niệm, vị nào có định phát triển định, vị nào có tuệ phát triển tuệ, vị nào có an lạc càng an lạc, vị nào có đạo đức càng đạo đức, vị nào có trí tuệ càng có trí tuệ. Nhờ bữa ăn của con hôm nay các vị tiếp tục phát triển những pháp thiện đó, thì quý vị nghĩ coi cái việc cúng dường cái bữa ăn đó nó phước cỡ nào, phải không? Vậy thì quan trọng là ở đâu? Ở đây, nhớ không? Quan trọng là ở đây, quan trọng là mình ở tâm của mình tác ý. Quan trọng là tâm ở mình tác ý đúng là phước vô cùng. Cúng có cái cây đó thôi mà biết tác ý nó phước nó chỗ khác. Biết cách cúng phước nó khác, không có biết cách tác ý phước nó khác. Mình không phải nói là con tâm con tốt con cúng vậy thôi, tâm con tốt con cúng vậy thôi thì cũng được, nó tốt đó nha. Nhưng mà cái phước nó không lớn. Không? Biết cách tác ý bữa ăn như vậy, có giới thêm giới, có định thêm định, có tuệ thêm tuệ, có đạo đức thêm đạo đức, có trí tuệ thêm trí tuệ, có an lạc thêm an lạc, có sức khỏe thêm sức khỏe, có từ tâm thêm từ tâm, có từ bi hỷ xả thêm từ bi hỷ xả, thì cái buổi cúng dường thức ăn đó phước lớn dữ lắm. Sau này nó sẽ chỗ theo cái tác ý của mình. Vậy thì ở đây á, mình hướng dẫn cho người thân của mình hoặc chính bản thân mình, sau này mình sống theo cái bản lãnh nha. Bản lãnh tức là gì? Thực bản lãnh tức là nhờ cái công phu tu của mình á, mình đứng trước những cái chuyện đổi thay trong đời, đáng lẽ chuyện đó là mình phải giận, đáng lẽ chuyện đó là mình phải nói một cái câu bất thiện đó, nhưng mà nhờ có tu tập á, nhờ có chánh niệm á, mình dừng lại cái bất thiện đó, thì cái đó gọi là bản gì? Bản lãnh nha. Còn mà ô thầy ơi, cái người nói vậy con mới chửi người đó chứ, tao tự nhiên con chửi đâu thầy, tại vì người đó như vậy con mới chửi, đúng không? Mình hay có cái lý do đó lắm. Và như vậy thì mình đã sống theo bản gì quý vị? Hả? Đó là mình sống theo cái bản năng của mình rồi. Ai cũng còn tham sân. Mình nói tâm con tốt, nó phải mình đâu có đơn giản mình nói là tâm mình tốt được. Người ta nói vui tốt ở tâm, đừng thâm cái đầu. Nhớ, mình nói mình tốt cái thâm, chắc gì tâm mình tốt. Nghe đi chùa tu tâm. Thầy nói cái câu đó là cái câu mà thầy nói gì cái là nếu mà đúng cái nghĩa đen không có sai gì hết trơn á. Đúng nghĩa đen là không có sai. Mà hiểu phân tích ra là coi như là câu đó rất khó. Tu tâm là tu tại tâm, đúng không ạ? Đúng, sửa tại tâm đúng không? Đúng. Là không đi chùa. Phải. Giờ thầy hỏi là tâm có tâm gì? Giờ con tu tâm nào? Giờ con tu tâm tham. Con tu tâm nào? Con tu tâm sân. Con tu tâm si. Con tu tâm ngã mạn, đúng không? Mình đâu có biết tâm nào là tâm tham sân si. Mình đâu có biết tâm nào là tâm thiện, tâm bất thiện đâu. Mình phải học chứ. Lúc nào là tâm tham, lúc nào là tâm sân, lúc nào là tâm si, lúc nào là tâm đố kỵ, lúc nào là tâm bất thiện, mình phải học chứ. Thì lúc đó mình mới hiểu cái chuyện tâm mình nó có vận hành rất là khó. Và vì vậy lúc đó mình mới hiểu tâm là như thế nào rồi mình bắt đầu mình tu tập. Bây giờ mình hướng dẫn cho người thân của mình, giữa cái tâm hỷ xả với cái tâm sỉ vả, mình muốn hướng dẫn tâm nào? Hỷ xả hay sỉ vả? Đó. Nói vậy dễ ha. Nhưng mà bắt đầu đụng chuyện rồi sao? Khó không? Khó. Đó, bản năng bản lãnh là ở chỗ đó. Nói luôn, con nguyện là con xin sám hối tất cả những khẩu nghiệp nào con đã nói ra làm cho ai đó đau khổ vì những bất thiện nghiệp ở khẩu của con. Con xin sám hối. Con nguyện từ đây học nói lời ái ngữ, không nói cho người khác đau khổ từ lời nói của con. Vừa nói xong quay ra quay vô cái gặp cái người mà không có vừa ý cái là mình quên hết trơn. Thiện pháp khó nhớ. Đồng ý với thầy không? Đồng ý với thầy, thiện pháp khó nhớ. Thiện pháp rất là khó nhớ, rất là khó học và rất là khó hành. Tùng thiện á, như leo núi quý vị. Mình làm thiện á, như leo núi á, vất vả lắm. Còn mà quý vị giống như mình làm ác, giống như ngược xuôi cái dòng, lên cái ghe nhỏ xuôi dòng, xuôi dòng, xuôi dòng. Quý vị muốn trả ơn cho ba mẹ của mình á, bây giờ làm gì cho người mình thương á, đối với ba mẹ là người mà mình mang ơn nhất cuộc đời.
thân nhất, gần nhất, thương nhất, ân đức nhất cuộc đời của mình. Thì làm gì để mà chúng ta trả ơn cho ba mẹ? Ở tại chùa của thầy có mùa Vu Lan là thầy tổ chức nguyên một cái tuần lễ Vu Lan luôn, một tuần từ mùng 8 tới 15 âm lịch, để thầy thỉnh quý thầy giảng pháp về công ơn cha mẹ, rồi cho quý vị thấy được công ơn cha mẹ lớn lao như thế nào để quý vị nhớ ơn. Thì trong đó khi mà thầy nghiên cứu và thầy đi tìm những cái bài kinh mà Phật dạy về công ơn cha mẹ đó nha, thì rất là nhiều ở ngoài đời, ở trong trường học, trường đời, trong các sách khác, rất là nhiều, ngay cả những đạo khác đều dạy là nên là người con có hiếu hết, phải không ạ? Nhưng như thầy xin thưa với Phật tử một điều thế này nè, để trả ơn cho cha mẹ mà mình dùng cái từ là trả sòng phẳng đó nha, sòng phẳng tức là trả hết ơn cha mẹ, trả xong á, thì thầy được học chỉ có trong Đức Phật. Đức Phật có dạy một cái bài kinh mà quý vị tin không? Cái ngày mà thầy đọc được cái bài kinh đó, dĩ nhiên là về cái đạo hiếu á, thầy như được lụm được vàng vậy đó. Có những trang kinh đó, mình đọc vô mình lụm được vàng vậy đó quý vị. Thầy có đang soạn một cái bài giảng với cái chủ đề là những câu kinh bỏ túi. Dạ, không biết lúc nào thầy đủ duyên thầy giảng. Thầy lựa ra khoảng 10 đến 20 câu kinh quan trọng mà giống như là mỗi lần thầy đọc lại thầy bị chấn động, nhắc cho mình rất nhiều. Giống như thầy nói là cái câu đó lúc nào mình cũng để bên túi bên cạnh mình á, nó đụng chuyện nó lấy ra. Những câu kinh bỏ túi, những câu kinh bỏ túi. Mình chuẩn bị khổ á, mình chuẩn bị khổ một cái, vì một cái chuyện gì đó nha. Thầy nhớ đến cái câu Đức Phật nói: này quý thầy, như thế là quá đủ nha. Đây là gốc cây, đây là hang đá, đây là ngôi nhà trống, các thầy hãy tinh tấn hành thiền. Mấu chốt là cái từ như thế là quá đủ. Thầy vừa bị buồn phiền chuyện gì thì sực nhớ cái câu kinh bỏ túi, mình cái hình nghĩa bóng bỏ túi là bên cạnh mình. Đức Phật nói như thế là quá đủ rồi, con khổ quá, quá đủ rồi, con khổ nữa rồi con. Ý thì nói vậy đó, như thế là quá đủ rồi con, như thế là quá đủ rồi con. Cái bữa nào á thầy làm cái gì á, ví dụ như con Phật tử vô nói: ô thầy ơi, con cảm ơn thầy nha, con nhờ thầy giảng cái bài này con mới hiểu đạo, con thấy thầy làm việc này việc kia mà con hoan hỷ quá, thầy dễ thương quá, thầy giỏi quá. Thầy nói ví dụ vậy đó, thầy sực nhớ tới câu kinh, câu kinh trong Đức Phật dạy: xài đồ cũ, xài đồ cũ, xài đồ cũ. Xài đồ cũ là gì? Là mình hưởng cái phước quá khứ đó. Xài đồ cũ hay là ăn cơm nguội, hay là ăn mày dĩ vãng thôi. Bữa nào quý vị chụp cái tấm hình em đẹp theo cách của em, có người vô khen mình quá trời, quý vị nhớ cái câu là: dạ em đang ăn mày dĩ vãng nha. Phước quá khứ đó chỗ đúng không? Đó, có phải xài đồ cũ đó, phước cũ đúng không, giờ nó chỗ đúng không? Đó, có phải là ăn cơm nguội không? Đó là cái nghĩa đó. Có nghĩa là thầy nói có vài câu kinh đó thầy bỏ túi. Thì khi mà thầy đọc được cái bài kinh mà nói về công ơn cha mẹ, trong cả trăm cái bài kinh thì có một cái bài kinh thầy nhớ là Kinh Tăng Chi, chương 4 pháp, phẩm tâm thăng bằng, bài kinh đất. Thì trong cái bài kinh này Phật nói thế này: có hai người mà cả đời của ta không có trả ơn được, cho dù là cổng cha cổng mẹ, đi suốt cả trăm năm lo lắng cho cha mẹ, ân chưa trả xong. Vì sao? Vì cha mẹ là người giới thiệu ta vào đời, sinh ta ra, giáo dưỡng hướng dẫn ta. Chừng đó thôi trả không được. Phật có nói thêm một đoạn nữa: cho dù mình có an trú cha mẹ là tối thượng uy lực ở đời, tức là mình nói mình sắp xếp hướng dẫn tạo duyên cho cha mẹ làm vua nghe, cũng chưa trả được, cũng chưa trả được. Thế Phật mới nói vậy nè: tuy nhiên ai hướng dẫn cho cha mẹ chưa có lòng tin thì có lòng tin, cha mẹ đang theo ác giới thì theo thiện giới, cha mẹ đang còn sang tham thì biết bố thí, cha mẹ đang còn ác tuệ tà kiến thì có chánh kiến, mà làm cho trọn vẹn thì trả ơn xong cho cha mẹ. Trời ơi, thầy đọc tới cái đoạn kinh này thầy lụm được vàng. Vì tại sao không? Rất là nhiều trường hợp giảng về công ơn cha mẹ đúng không? Ai cũng khuyến khích rất là nhiều trường hợp, nhưng mà trả cho xong thì là đây, bốn chữ thôi. Cha mẹ chỉ có đức tin, hướng dẫn cho cha mẹ có đức tin. Tin ai? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tức là quy tâm bảo, tin Phật Pháp Tăng. Cha mẹ chưa có giới hoặc là sống theo ác giới á, thì hướng dẫn cho cha mẹ có giới, tức là cha mẹ không biết giữ năm giới, cha mẹ làm bất thiện, giữ năm giới có phải ngăn điều bất thiện không? Thì hướng dẫn cho cha mẹ vào thiện giới. Cha mẹ sang tham, tức là cha mẹ sống chưa có biết làm phước, chưa có biết sẻ chia, chưa có biết hào sản, thì hướng dẫn cho cha mẹ biết hào sản, biết sẻ chia, từ tấm lòng vàng qua đôi tay vàng, từ cái tâm hào sản qua đôi tay hào sản để có thể cho đi trong khả năng.
thì cái đó là hướng dẫn cho cha mẹ từ sang tham qua biết bố thí. Và cuối cùng cha mẹ còn có những cái tà kiến ác tuệ thì hướng dẫn cho cha mẹ có trí tuệ, có chánh kiến, thì đó là cách trả ơn cho cha mẹ. Nhưng mà được gọi là rốt ráo quá nha, là phải trọn vẹn. Cha mẹ mình phải làm trọn bốn chữ: cha mẹ làm chứ phải mình làm nha. Tín thí giới tuệ, tín là đức tin hay tam bảo. Vậy thầy hỏi quý vị nè, quay lại cái đoạn đầu thầy nói, có đức tin hay tam bảo là khi nào? Đức tin mà rốt ráo không bao giờ lay chuyển là khi nào? Là khi đắc đắc thánh quả tu đà hoàng. Vậy thì cha mẹ tin tam bảo mà tịnh tính bất động thì có phải khi mà đắc thánh tu đà hoàng không? Thì đắc xong rồi mới trả xong cho cha mẹ. Đắc thánh rồi thì mới không còn phạm giới, đắc thánh rồi mới không còn ích kỷ, đắc thánh rồi mới không còn tà kiến. Nói dễ hiểu bốn từ: tín thí giới tuệ. Người nào làm trọn vẹn phải là bậc thánh sơ quả. Vậy thì từ đó quý vị có thể kết chọn lại một câu: muốn trả ơn cho cha mẹ mà xong, mà sòng phẳng, mà rốt ráo, thì phải hướng dẫn cho cha mẹ đắc thánh rồi. Cho nên đừng ai nói là con trả ơn cho cha mẹ xong rồi nha. Đừng nói câu đó, không có trả ơn xong được đâu. Nhớ không? Không trả ơn cho cha mẹ xong được đâu. Vậy thì bây giờ hôm nay thầy giảng cái bài nên làm gì cho người mình thương. Đối với cha mẹ thì mình nên an trú cha mẹ vào biết quy y, biết giữ giới, biết làm phước và có chánh kiến. Bây giờ thì vì còn nhiều cái mối quan hệ lắm, vợ chồng, con cái, anh chị em á. Bây giờ thầy chắc là thầy giảng hai mối quan hệ nữa thôi. Một là bạn bè, hai là vợ chồng đi nha. Để thầy giảng cho các bạn về một cái mối quan hệ trong cuộc đời này mà giúp cho bạn của mình. Khi mà thấy Phật tử đi tu học á, thầy rất là mừng. Và thầy cũng hay khuyến khích Phật tử: con đi học, con đi tu á, con nhớ khuyến khích bạn bè đi với nha. Đi nghe pháp, đi khóa tu, đi làm từ thiện, mà khuyến khích người khác cùng làm thiện á nha. Đối với Phật tử sau này mình có cái nhân quả gì hả? Là mình có quyến thuộc. Có quyến thuộc đằng sau ạ. Mình làm thiện mà mình khuyến khích người khác cùng làm thiện, đi nghe pháp, khuyến khích người ta cùng đi khóa tu, đi từ thiện, đi tụng kinh, tất cả những thiện pháp khi mình đi á, mình không có đi một mình khuyến khích bạn bè cùng đi, sau này mình có cái phước lạ lắm. Là mình sinh ra ở đâu á, là mình có quyến thuộc. Có những người tiền hô hậu ổn, nói một cái là có người giúp đỡ bên cạnh, lúc nào cũng có quyến thuộc. Có người thân, có thân quyến, có bạn bè. Quý vị coi có phải không? Có những người cả đời cô độc quý vị. Dạ. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Lặng lẽ đi chùa, lặng lẽ đi về. Đó. Nhiều người nói thôi con điên mình. Tôi nói ồn ào, con khuyến khích ai đâu. Ừ thì con điên mình. Rồi sau này con đi chùa mình nha. Rồi coi chừng có ngày nha. Có ngày học đạo, học con mình luôn. Không gặp người để hướng dẫn. Nên quý vị muốn có quyến thuộc á, là quý vị làm gì cũng tạo duyên. Khuyến khích. Bố thí á, khuyến khích người khác bố thí. Mình bố thí rồi, bố thí là nhân của giàu. Khuyến khích người khác bố thí là nhân của quyến thuộc. Sau này mình vừa giàu, mình vừa có quyến thuộc. Mình không bố thí, chẳng những vậy mình không khuyến khích người khác bố thí nữa, sau này vừa cô độc mà vừa nghèo. Đó, thấy không? Rồi, còn mình vừa bố thí, mình vừa khuyến khích thì nó khác. Còn bây giờ mình bố thí mà mình không khuyến khích thì sao? Sau này mình giàu mà cô độc. Còn mình khuyến khích mà mình không bố thí thì mình cô độc. À, mình giàu mà mình không khuyến khích. Gì quên. Từ, nhanh quá. Quý vị biết không? Thầy bị áp lực thời gian đó. Bài dài thùng lon luôn. Không nói thì tiếc. Có những trang kinh mà không kịp nói, tối nay nói. Trời ơi sao chiều nay quên kể cái đoạn kinh đó cho Phật tử. Quý về tiếc quý vị. Tiếc. Mà kể thì sao? Không có kịp thời gian. Cho nên đôi lúc có thầy hơi nói nhanh nhanh chút, mà lỡ có nhanh quá quý vị có cái khánh cái chuông gì đó peng cho tôi biết là chậm chậm lại. Thì cái người á mà mình khuyến khích người khác bố thí mà mình không bố thí thì mình có quyến thuộc, mình lại nghèo. Còn cái vị mình đi bố thí mà mình không khuyến khích đó thì mình giàu mà mình lại không có quyến thuộc. Thì đại ý nó như vậy. Thì cái chuyện á mà trong các mối quan hệ bạn bè mình làm việc thiện nên khuyến khích người khác làm. Tuy nhiên mình thấy đọc trong một cái bản kinh á, Đức Phật có nói là mình nên sống một mình. Đúng không? Sống một mình. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Như Lai gọi là người biết sống một mình.
Thưa quý Phật tử, người biết sống một mình không có phải là lù lù chui vô cái phòng. Không phải. Đọc lại cái câu kinh đó dùm thầy cái nè. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm, tức là lúc nào mình cũng sống chánh niệm tỉnh thức, thì Như Lai gọi là người biết sống một mình. Vậy là sao? Người biết sống một mình là người sống chánh niệm, không có sống chung với phiền não. Hiểu chưa? Chứ không phải sống một mình. Dạ dạ, nó có sống một mình mà thầy. Vô phòng ngồi một mình. Đó là hệ quả của nghe giáo lý, hiểu không? Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm, tức là khi mình sống chánh niệm thì mình có phiền não theo cảnh không? Không. Mình không có sống đi cùng với tâm tham, không có cùng với tâm sân, không có cùng với tâm si, không có cùng với tâm lười biếng, không có cùng với tâm ngã mạn, không có cùng với tâm đố kỵ. Thì như vậy mới là sống một mình, nghe chưa? Đó, sống một mình là như vậy. Rồi, thì trong các mối quan hệ bạn bè, thầy khuyến khích quý vị tu học được một chút gì đó, chia sẻ với người bạn của mình. Ngài Xá Lợi Phất á, ngài Mục Kiền Liên, hai ngài khi mà trong cái quá trình đi tìm đạo á, các ngài nói với nhau là bây giờ chúng ta đi đi tìm vị đạo sư, vị nào tìm ra vị đạo sư trước thì nhắn cho người bạn kia. Và ngài Xá Lợi Phất á, ngài mới gặp ngài Asaji dạy cho ngài Đắc Thánh Sơ Quả, rồi ngài mới báo cho ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên sau khi gặp Đức Phật, một tuần sau đắc A-la-hán. Ngài Xá Lợi Phất sau khi gặp Đức Phật, hai tuần sau đắc A-la-hán. Hai người bạn thương nhau lắm, giúp nhau trên bước đường, giúp nhau trên bước đường ở ngoài đời. Và khi vào đạo rồi, nhắc nhau vào đạo. Và khi mà các ngài đắc thánh rồi, ngài Xá Lợi Phất là cánh tay trái, tay phải của Đức Phật, đệ nhất trí tuệ. Ngài Mục Kiền Liên là cánh tay trái, đệ nhất thần thông. Thương nhau là giúp nhau, nắm tay nhau đi trong thiện pháp. Nhớ nha quý Phật tử, giúp nhau, giúp bạn mình là như vậy nha. Chứ đừng có giúp bạn bạn mình buồn quá, ra làm với mình vài ly được không? Không, đừng có khuyến khích người ta uống rượu nha. Mình uống là mình say rồi, mình uống là nhân bất thiện rồi, rượu là nhân của xa rời trí tuệ rồi. Đã vậy rồi mình còn dụ bạn của mình nữa, không nên nha. Mình không có rủ bạn mình đi đi làm tội, mà mình chỉ rủ bạn mình đi đâu? Đi chùa, nghe pháp, tu tập nha. Chứ mà cho bạn của mình hiểu được về cuộc sống vô thường, cho bạn của mình hiểu đạo á, cho bạn của mình tu. Cuộc đời là vô thường, cuộc đời vô thường, biết đâu mà lường, thôi sống bình thường bằng cái yêu thương. Đó, mình thấy vậy để mình ráng mình sống cho dễ thương. Đời khổ lắm rồi, giúp nhau được gì thì giúp. Nghe thầy đọc câu này cho vui nha. Đời là bể khổ, răng đâu phải nhổ. Đời là đau khổ, nhổ răng phải đau nha. Nhắm mắt, mở mắt hết một ngày. Nhắm mắt không mở, hết một đời. Phải không? Nhắm mắt thì đi ngủ, mở mắt là thức dậy, lại quay hết một ngày. Nhắm mắt, không mở mắt thì hết một đời. Cái câu này nghe nè, sống qua ngày, chờ qua đời, tiếp, chết vô hòm. Vậy đó. Cái câu này nó có hai nghĩa nha, nghĩa tiêu cực và nghĩa tích cực. Sống qua ngày, chờ qua đời, chết vô hòm. Cái nghĩa tiêu cực là gì? Thôi trước sau cũng chết, sống qua ngày, lúc nào chết chết đó. Không có cố gắng, không có tinh tấn trong cái thiện pháp. Còn cái người hiểu đạo á, sống qua ngày, chờ qua đời, chết vô hòm là gì? Thấy thân này mình có mặt ở cuộc đời này là khổ dữ lắm nha. Chừng đó là quá đủ cho những cái khổ rồi. Không có nên mà tạo thêm cho bạn mình, cho mình và cho bạn mình thêm cái khổ nữa. Cho nên là mình cứ ráng làm thiện pháp, còn cái duyên đến lúc nào đi nó đi. Đó, sống qua ngày, chờ qua đời, chết vô hòm, nó có cái nghĩa như vậy nha. Giờ thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà lần đầu em kể, kể đầy đủ á nha. Vào thời Đức Phật có một vị vua Đắc Sơ Quả. Không biết câu chuyện này mấy giờ đấy? 4:05. Kể mấy phút đây? 4:05 với thầy cho con 10 phút con kể xong câu chuyện này, cái xong mình chia tay sớm bớt khổ đau luôn nha. Thầy kể quý vị một câu chuyện nói về người bạn á. Nay mai thầy sẽ giảng thành một cái bài pháp để thầy kể tóm tắt thế này. Vào thời Đức Phật có một cái vị vua tên là vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La là vị thánh Sơ Quả nha. Vua là người cúng cái ngôi chùa đầu tiên trong Phật Pháp á, là chùa gì? Trúc Lâm đó, Trúc Lâm rừng Trúc ấy. Và vua có một người con tên là A Xà Thế. Sau này thì vua A Xà Thế giết vua cha,
giết Tần Bà Sa La. Thì Tần Bà Sa La là đắc thánh rồi, cho nên vua tin Tam Bảo là tuyệt đối, cung kính Đức Phật là tuyệt đối quý vị. Và trong vua là chỉ có pháp lành thôi. Trong cái đất nước của đức vua á, thì người ta mà có những cái đoàn thương buôn á, của một đất nước khác qua buôn bán. Và vua mới biết là có một đoàn thương buôn đó. Thì vua mới hỏi là biết đất nước mà trị vì của cái đoàn thương buôn đó là một cái vị vua tên là Phú Khú Sa Tý. Phú Khú Sa Tý. Thì cái vị vua Phú Khú Sa Tý này á, những cái đoàn thương buôn đó nói với nhau là cũng là trị vì đất nước bằng đạo đức và rất là hiền lành. Và vua muốn kết bạn á, cho nên là vua có những lời hỏi thăm, tặng những món quà cho người bạn đó, đem về đó nha, chứ vua chưa có gặp. Khi mà cái đoàn thương buôn nó đem về nói với vua Phú Khú Sa Tý á, thì ngài rất là hoan hỷ vui mừng. Và nghe về vua Tần Bà Sa La á, cho nên vua Phú Khú Sa Tý á, mới quý vị biết không, đi tìm những cái phẩm vật rất là quý giá. Và đọc trong chuyện á, thì vua tìm những cái tấm vải mà nó nắm lại nó chút xíu vậy nè, mà khi bung ra là nó rất là rộng. Đấy là vua tặng cho vua Tần Bà Sa La 8 tấm vải quý, vo tròn lại và bỏ trong những cái hộp trầm, gỡ cho những cái đoàn thương buôn á, tặng cho vua Tần Bà Sa La. Nghe kể nha, thương bạn là phải như vậy nè. Tình bạn nào mà đẹp tặng cái món quà mà gọi là vô giá trong cuộc đời. Khi mà tặng cái phần quà đó vua Tần Bà Sa La xong, được gói rất là cẩn thận, rất cẩn thận lắm, và biết cái tấm lòng chân quý lắm. Và vua Phú Sa Tý mới nhắn vua Tần Bà Sa La, khi vua mở ra, nhớ mở trước qua rất nhiều người nha, cho nhiều người được thấy món quà đó. Vua Tần Bà Sa La mở ra xong, biết cái tấm lòng của người bạn mình rất là đặt tâm vào đó, cho vua rất là quý. Và vua mới định gửi lại một món quà lại cho vua Phú Khú Sa Tý. Nhưng mà vua mới nghĩ vậy nè, quý vị coi nè, bậc thánh tặng quà nè. Vua mới nghĩ là giữa những loài có tình thức và không có tình thức, không có tình thức như vàng, bạc, châu báu, với lại có tình thức là bàn xanh hoặc là con người, thì cái nào quý hơn? Thì vua thấy loài có tình thức quý hơn. Trong các loài tình thức giữa người nam với người nữ, cái nào quý hơn? Thì vua mới nói vậy nè, những con ngay cả có những vị nữ báu hầu cho đức vua đi chăng nữa cũng không có thể bằng một đức vua được, thì vậy là người nam quý hơn. Trong những người nam á, người nam ở đời với những người nam đã quy y Tam Bảo, thì đang nói về cái pháp thiện nha, thì thường các vị mà có pháp thiện, có tu, có tập á, thì sẽ quý hơn. Nhưng mà những người có quy y Tam Bảo á, và thì những người cư sĩ với lại một người tu tập, người xuất gia, thì cái nào quý hơn? Người xuất gia quý hơn. Người xuất gia có phàm tăng và thánh tăng, thì phàm tăng quý hơn hay thánh tăng quý hơn? Thánh tăng quý hơn. Thánh tăng có thánh hữu học và thánh vô học. Thánh hữu học là bậc thánh sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm và tam quả A La Hàm là thánh tăng hữu học. Còn thánh tăng vô học là bậc A La Hán. Vô học đây không có nghĩa là không có đi học nữa chứ. Vô học là không còn gì thực tập nữa, đó là xong việc rồi đó, là thánh A La Hán. A La Hán mới được gọi là bậc thánh vô học nha quý vị. Thì bậc thánh vô học quý hơn. Bậc thánh A La Hán và Phật Chánh Đẳng Giác thì hạng người nào quý hơn? Thì Phật Chánh Đẳng Giác quý hơn. Cái từ giải cuối cùng, vua phân tích cuối cùng, Phật Chánh Đẳng Giác là tôn quý nhất cuộc đời này. Trong đời này không gì cao quý bằng Đức Phật. Mà bây giờ vua Phú Khú Sa Tý ở một nơi xa, mà sao thỉnh Phật được? Thế là quý vị biết không, tự tay của vua cho người á, ép thành như một cái miếng vàng mỏng á, như giấy vậy đó. Tự tay những nét bút của vua, vị biết vua ghi cái gì không? Vua ghi cái nội dung hồi nãy thầy nói về ân Đức Phật Pháp Tăng á. Vua ghi về 10 ân Đức Phật ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tự tay vua ghi vào cái tấm vàng đó. Vua mới ghi 6 ân Đức Pháp. Vua mới ghi vào Pháp Thế Tôn là khéo. Người trí. Bắt đầu vua ghi 9 ân Đức Tăng. Cho ân Đức Tăng là trực hạnh, là ứng lý hạnh, là 4 đôi và 8 bậc. Và đệ tử của Thế Tôn là đáng được cung kính, đáng được chắp tay, đáng được cúng dường. Tức là 9 ân Đức Phật, 6 ân Đức Pháp và 9 ân Đức Tăng. Chưa xong đâu, vua mới ghi tiếp là cái cách thực hành các đề mục thiền định, các đề mục kasina, các đề mục hơi thở, và để đắc được các tầng thiền định. Và cuối cùng là vua ghi qua luôn cách thực tập thiền tuệ. Và vua mới cho người á, bỏ cho một cái hộp rất là trịnh trọng, bỏ cho một cái hộp trầm, và ở ngoài vua đóng một cái mộc là hoàng gia, và gửi qua cho vua Phú Khú Sa Tý. Và thưa quý Phật tử, thật cảm động ở chỗ này nè, để mình biết rằng cái chuyện gì trong đời của mình á, cái mà mình bỏ được, đôi lúc có cái áo mình bỏ không có được,
con bỏ hết nhưng mà phải để dành cho con cái áo đó. Con bỏ hết nhưng mà con không bỏ được cái món ăn đó. Con bỏ hết cái sau chuỗi đó đẹp lắm, hãy để lại cho con. Con bỏ hết nhưng mà con không bỏ được cái đó. Thì khi mà cái món quà này gửi qua cho vua Kusati á, đức vua mở ra, biết không, là vua xúc động vô cùng. Vua xúc động từng, giống như mình nói là nức nghẹn vậy đó. Tại vì vua nức nghẹn là gì? Vua thấy ân Đức Phật, vua chưa từng gặp Phật mà vua đọc vào ân Đức Phật á, giống như cái niềm hoan hỷ của đức vua mà trong dùng từ là nức nghẹn á quý vị. Lâu lâu quý vị mà cảm xúc quá, quý vị nức nghẹn không? Cảm xúc vui nức nghẹn luôn. Và vì vậy sau khi đọc xong á, là vua thực tập an trú trong ân Đức Phật luôn, an trú trong ân Đức Pháp, an trú trong ân Đức Tăng. Cái tâm hỷ sinh lên liên tục cho đức vua. Và dĩ nhiên mình phải hiểu thế này, nhiều kiếp là ngài Phú Cú Sa Tí ngài đã tu tập rồi, ba la mật của ngài đủ đầy rồi. Giống như là khi mà thấy được món quà đó đó, là vua thực tập luôn ân Đức Phật Pháp Tăng và đạt được cận định. Vua thực tập đề mục hơi thở, và vì biết chuyện gì không, vua đắc luôn tứ thiền luôn, đắc sơ thiền, đắc nhị thiền, đắc tam thiền, đắc tứ thiền. Mà quý vị biết một người đắc thiền, từ sơ thiền trở lên thôi đã ly dục rồi, là không còn gì để cho vị đó đam mê. Đắc thiền là không còn gì để đam mê, đắc sơ thiền nha. Cho nên nó đừng có nghe nói sơ thiền, thiền sơ sơ là chết luôn đó nghe quý vị. Học mình mới thấy sự khủng khiếp của người đắc sơ thiền. Người đắc sơ thiền phải ly dục và ly sân. Lìa năm triền cái là tham dục, sân, chảo hối, hôn trầm và nghi. Thì vua đắc được sơ thiền á, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vua nhập vào tứ thiền, an lạc khủng khiếp luôn. Và vì vậy quý vị biết không, vua mới cho những cái người đó là vua đóng luôn cái biệt điện trên lầu của vua, vua không cho, không tiếp gì hết. Và vua bỏ luôn cả cái việc triều chính luôn. Và nửa tháng trời vua không có sắp xếp cái chuyện của triều chính, bỏ hết việc luôn. Và vua tự mình an lạc quá mà quý vị, an lạc quá mức mà. Và những cái người quan á đứng ở dưới khóc, đức vua ơi, đức vua phải trở về lại triều chính và phải sắp xếp, chứ không là đất nước lâm nguy. Đức vua mới nghĩ thế này, cái chuyện mà ta làm vua á, cái chuyện mà ta làm vua á, nhiều kiếp á, không đếm được, nhiều lắm. Nhưng mà cái chuyện mà ta được xuất gia á, là có thể đếm được, không có nhiều. Nhất là gặp Phật Pháp. Và đặc biệt là vua nói là, vậy thì bây giờ ta nên ở lại để tiếp tục làm vua, hay ta nên tìm gặp Đức Phật? Không biết quá giờ lắm chưa ta? Chết rồi. Cho thầy kể nó xíu xíu được không? Sao mất uy tín quá à? Uống nước cam, cam nó chua. Đời tu nó chua như giấm. Cái vua mới nghĩ là ta nên làm vua hay là ta nên làm xuất gia làm đệ tử Đức Phật. Và vua quyết định là như thầy nói đó. Cái chuyện mà ngài làm vua nhiều lắm, nhưng mà chuyện xuất gia là có thể đếm được, tức là rất là ít. Khó lắm để gặp giáo pháp của Phật. Cái vua tự mình á cạo tóc luôn, và vua cho người á, lấy một cái tấm y vua đắp lên người luôn nha. Tức là chưa gặp Phật, vua tự thân trở thành hình tướng thôi, lúc này là hình tướng thôi, là một người tu luôn. Vua ở trên biệt điện của vua tu. Và bây giờ vua nghĩ là mình phải gặp Đức Phật. Thế là vua mới sắp xếp xong á, với hình tướng người tu rồi đó, vua mới lén, giống như mình nói, đức vua phải quang minh chính đại, nhưng mà tại sao vua lại đi một cái đường khác? Tại vì bao nhiêu người đứng đợi á, thì lúc đó đó vua mới đi xong thì người ta cũng thấy. Nhưng mà lúc đầu người ta cứ tưởng là có một vị nào độc giác nè, có một vị nào, xin lỗi không phải độc giác, có một cái vị nào mới tới giáo dạy cho vua, chứ không phải là đức vua. Tại vì lúc này ngài hình thức khác rồi. Thế là ngài đi xong rồi, đi một đoạn xong rồi, những cái người quan cận thần người ta mới vào, người ta không thấy nữa. Và vì vậy họ mới chạy theo, họ chạy theo đức vua. Cuối cùng họ chạy kịp, họ năn nỉ, họ khóc, xin đức vua hãy trở lại để mà lên và để mà tiếp tục điều hành đất nước. Đức vua mới nói các vị hãy về. Họ không về quý vị, họ không về. Cuối cùng mà đức vua mới vẽ một cái vạch. Đức vua nói nếu ai bước qua cái vạch này là người đó giống như cãi đức vua vậy đó. Và cuối cùng họ khóc, họ khóc, họ đâu có được bước qua, cãi lời của vua mà. Bây giờ đức vua đi như vậy, ai lo cho đức vua chuyện này chuyện kia, thức ăn này kia. Và họ chỉ khóc thôi. Và đức vua một mình ôm cái bát, như quý vị, đầu tròn áo vuông, đức vua đi. Thầy nhớ không lầm là 192 giao tuần, khoảng tính ra là khoảng 700 km, 700 km cái đường đức vua đi á. Và khi đức vua đi, vua cứ cầm y bát, đức vua đi thôi, cứ đi trên đoạn đường, đi ra như vậy đó. Thì ta nói vui nha,
Giống như mình đi tới đây ra, ra tới miền Trung là gặp. Nhưng mà vua kính Đức Phật, vua cầm y bát của đi một mạch ra tới tới Bắc luôn. Thì khi mà hỏi ra mới biết Đức Phật ở đây, cái vua mới đi ngược vua lại. Thì trên cái đoạn đường đi ngược vua lại đó, thì trong cái đêm hôm đó thì tới một cái ngôi nhà của người thợ gốm. Quý vị có thể đọc lại trong kinh Trung Bộ, kinh Phân Biệt Giới, là Đức Phật nói cho ngài này nè. Ngài mà gọi Đức Phật bằng bạn á, là vị này nè, mình hay gọi là thanh niên nhà gốm, chứ thật ra là vua đó nghe. Thì Đức Phật mới biết là ngài này là hôm nay là có cơ duyên đắc thánh, đắc thánh, đắc thánh. Và trong ngày hôm nay ngài mất luôn. Tức là nếu ngày hôm nay ngài không có duyên để đắc thánh, không có gặp Đức Phật để đắc thánh á, thì ngài cũng mất luôn. Và quý vị biết không, tới đây để mình thương Phật, Đức Phật cũng đi bộ luôn nha. Đi bộ tới cái ngôi nhà gốm đó. Và ngài thanh Đức vua Khú Sa Tí là tới trước. Thì hỏi là cái ngôi nhà gốm này trống có thể cho tôi nghỉ được không? Thì người nhà gốm nó cứ tự nhiên. Hình thức người tu rồi mà. Lúc đó ngài là người tu chứ ngài chưa gặp Phật, nhưng mà hình thức người tu rồi, ngài vô đó ngài nghỉ trước. Đức Phật mới tới, cái duyên Đức Phật vô để độ ngài mà. Đức Phật cũng nói xin nghỉ trước rồi cho tôi nghỉ ở đây. Ngài cứ nghỉ. Đêm hôm đó Đức Phật ngồi thiền. Đức Phật ngồi thiền xong, Đức Phật quan sát cái anh thanh niên này rất là cố gắng, rất là tinh tấn, rất là trang nghiêm, rất là hoan hỷ, ngài đắc thiền rồi mà. Cái Đức Phật mới hỏi là này bạn, bạn xuất gia, này anh xuất gia làm xuất gia theo ai? Tôi xuất gia theo Đức Phật Gotama, tôi xuất gia theo Đức Phật. Anh đã gặp Đức Phật chưa? Dạ tôi chưa có gặp Đức Phật. Nhưng tại sao anh xuất gia theo Đức Phật? Vì tôn kính, tôi nương theo giáo pháp của Phật, nhân danh Đức Phật mà tôi xuất gia làm đệ tử của ngài. Anh gặp Phật chưa? Chưa gặp Phật. Và sau đó đó Đức Phật mới thuyết cái bài kinh Phân Biệt Giới. Đó, quý vị có thể tìm một kinh Trung Bộ để thầy giảng nữa thì không có thời gian. Thì thuyết xong, vị này đắc thánh quả, đắc, thầy nhớ không, là đắc A-la-hàm. Đắc xong rồi, đắc xong rồi nghe quý vị, thì lúc này mới biết là Đức Phật. Chưa biết Đức Phật luôn. Lúc đó còn xưng với Đức Phật là bạn nữa mà. Thuyết xong mới biết đây là Đức Phật. Đắc xong rồi, ngài mới xin xuất gia. Mà muốn xin xuất gia thì phải có gì quý vị? Ngày xưa là phải có gì? Y bát. Thì Đức Phật nói con muốn xuất gia thì con hãy đi tìm y bát. Tìm y bát. Thì khi mà ngài đi ra ngoài á, ngài tìm y bát á, thì bị một con bò cái, con bò cái nó hút ngài chết. Nó hút ngài chết. Thật ra thì không phải là tự nhiên con bò cái nó hút chết. Quá khứ á, ngài cùng với lại bốn vị nữa, cùng với ba vị, ngài là bốn vị, là bắt một cô gái vào trong rừng hưởng dục, xong rồi giết cô gái đó luôn. Sau khi giết xong thì cô gái đó nguyện là cổ sẽ quay lại, cổ thề, cổ nguyện quay lại để trả thù. Quanh quẩn trong luân hồi tới thời Đức Phật, một vị là thanh niên bị bệnh cùi, là sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp đắc sơ quả xong là cũng bị con bò cái nó giết. Thật ra là con quỷ dạ xoa tác động vào con bò cái hút chết cái thanh niên bệnh cùi. Một vị là ngài Bá Hí Giá đắc thánh nhanh nhất thời Đức Phật nha, xong rồi cũng bị con bò cái hút chết lúc đi tìm y bác. Một vị là cái người mà ngày xưa làm cái nghề xử trảm mấy vị, mà giống như là Đức Vua xử phạt xong cái người đó làm cái nghề đó thì sau này cũng bị giết luôn, con bò cái hút rồi vĩ dạ xa. Và thứ tư là ngài Khú Sa Tí, ngài đi tìm y bác thì bị con bò nó hút chết, con bò cái nó giết ngài. Rồi giết xong á thì sau đó thì lúc này vua Tần Bà Sa La mới biết là ngài á, ngài qua đất nước của mình, thì vua Tần Bà Sa La mới tới tìm ngài. Thì nghe Đức Phật nói như vậy xong, thì lúc mà vua Tần Bà Sa La đi tìm á thì ngài thấy ngài chết trên cái đống rác á. Thấy ngài chết trong cái đống rác. Rồi còn cái xác này thôi, chứ lúc này ngài đắc thánh rồi, ngài không có còn ta. Còn trong cái chuyện khổ đó, thì vua mới cho người sắp xếp lấy cái xác của ngài. Và giống như cái lễ mà mình gọi là cái lễ tang á, giống như một người vương tử trong đức vua vậy đó. Đó là xong cái câu chuyện. Thầy muốn nói ở đây là gì? Vua Tần Bà Sa La tặng cho bạn mình cái gì? Một cái bức tranh nói về ân đức của Phật, con đường tu tập thiền định và thiền quán. Và từ đó cái duyên xưa của bạn mình sao? Được khởi dậy và tu tập đắc thiền, đi tìm Đức Phật. Thầy nhìn đến cái cảnh mà mình đọc truyện thôi nha, mà tự thầy hình dung là ngài cứ ôm bát ôm y á, cúi đầu đi về nơi đó Đức Phật. Tại vì Đức ngài Phú Quốc Sa Tí nói ta tin bạn ta lắm Tần Bà Sa La, bạn ta ở nơi đó ta cứ đi tới nơi đó thôi. Ngài tin tưởng vậy đó và ngài đi thôi, bỏ lại cả một gian sang để đi tìm đạo. Ba la mật của mình ít quá, có những điều trong đời nho nhỏ mình bỏ không có được đâu. Mình có chút xíu thôi mình bỏ không có được. Ngài là bỏ hết để ngài đi tìm. Không phải nói quý vị có cái gì quý vị bỏ hết nha, không phải.
Nhưng ý thầy muốn nói là gì? Để mà tìm đạo mà xuất thế, tìm đạo mà đắc thiền, đắc thánh đó, là cực kỳ khó. Không phải là muốn tu thì tu khó lắm, mà có thầy, có bạn. Và một phần là cái duyên lành nhiều kiếp của mình đó, mình đi vào tu tập trong thiền định, trong thiền quán để đi xa. Đời sống vật chất, Đức Phật nói nè, đời sống vật chất, an lạc ở thế gian, cái lạc của dục, cái lạc của dục nam nữ, cái lạc của dục trong năm trần, cái lạc của dục, cái lạc của đầy đủ vật chất, nó chỉ bằng 1/16 cái lạc của đời sống tâm linh. Mình thấy nha, 1/16. Tại sao nó là 1/16? 16 là tượng trưng cho số lớn thôi, 1 là tượng trưng cho số nhỏ. Cho dù quý vị ở đời có đạt được an lạc cỡ nào đi chăng nữa ở đời, thì cũng chỉ bằng rất nhỏ trong cái lạc của tâm linh. Và khi cái người mà có cái lạc của tâm linh rồi mới dám bỏ ngôi vua, mình hiểu không? Bây giờ sau này mình nghe ở đất nước mình cũng có đức vua bỏ ngôi mà đi tu, mình hiểu chưa? Tại sao có những vị họ công thành danh tội, công danh sự nghiệp, vật chất, cái gì họ cũng đủ hết, họ có thể bỏ để họ đi tìm vào tâm linh? Tại vì cái lạc của đời sống tâm linh mình nói là cái lạc cấp cao, cái lạc của sự bền chắc, cái lạc rồi từ sinh thiện, lạc sống trong đó là an lạc, sống trong đó là pháp thiện, sống trong đó là nâng cấp cuộc đời của mình lên trên đỉnh cao của pháp thiện. Còn cái lạc của vật chất coi vậy nó không có bền. Coi lại sau cái an lạc của cái vật chất đó là cái vô thường, là cái đau khổ, là cái tham ái, là cái chấp trước. Và đôi lúc cái lạc của cái vật chất phía sau đó là cái tội lỗi, cái bất thiện. Đó, thì thôi bây giờ hết giờ thầy kể câu chuyện này. Mong rằng quý vị qua cái câu chuyện mà một người bạn giúp cho bạn mình đó, quý nhất, hạnh phúc nhất là tặng pháp cho bạn mình nha.